Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Vui lắm người ơi, mời bạn cùng tôi, tham gia giải trí, mình không tốn phí, cuộc chơi hết đi, vui lắm bạn ơi. Dạ, Cẩm Tú Cầu xin gửi lời chào đến tất cả quý bà con cô bác đang có mặt tại hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Dạ, trời ơi, hôm nay trời đẹp quá. Và cảm ơn tất cả quý bà con cô bác đã dành thời gian đến với hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, chương trình Lotto Show tại hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn được diễn ra với sự hỗ trợ và đồng hành của các nhãn hàng Bánh Tráng Tân Nhiên, Phủ Bạc Hai Ông Xui và Tinh Chất Thảo Mộc, Nhà May Phúc Lộc và Dược Mỹ Phẩm 4D. Dạ, một lần nữa xin gửi lời chào đến tất cả quý bà con cô bác và chúc tất cả mọi người có một đêm nghe nhạc thật là vui vẻ, được không ạ? À? Dạ, kính thưa quý bà con cô bác, rồi bây giờ xin mời tất cả các em có mặt trong chương trình ngày hôm nay gửi lời chào đến quý bà con cô bác nha. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Hải Châu xin gửi lời chào đến tất cả quý bà con cô bác đang có mặt tại hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Lời kính chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất ạ. À. Quá dễ thương, rồi tiếp tục. Với lời nói thứ hai, cho phép Cẩm My Vệ gửi đến quý khán giả có mặt tại hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn và quý khán giả xem qua màn ảnh một lời chúc sức khỏe và một lời cảm ơn chân thành nhất ạ. Quá tuyệt vời, rồi dạ, tiếp tục. Dạ, lời nói thứ ba, con cũng mới vô đây thôi, cho nên là con cũng không biết nói gì hơn. Xin chúc quý ông bà, cô bác có một buổi xem lô tô thiệt là giải trí, thiệt là vui, về ngủ thiệt là ngon. Rồi, lời nói thứ tư luôn em. Dạ, tên gì em giới thiệu cho mọi người. Dạ, xin lỗi chị. Rồi Linh Linh giới thiệu xong rồi mình giới thiệu riêng bé này một xíu, okay. Tại bé này thành viên mới. Và lời nói cuối cùng xin cho phép Cầm Sa Cư gửi đến quý ông bà cô bác một lời chúc cực kỳ tình cảm và cảm ơn. Đó, tiếng miền Nam nói không xong mà còn nói tiếng Quế, tiếng Đồ. Nói tiếng Quế. Dạ. Nói tiếng Quế tụi nói gì lu lót lắm, đuốc cục cục cục. Dấp qua dấp. Dạ. Dạ cả nhà ơi, hôm nay thì Lotto Show tại hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn đón nhận thêm một thành viên mới nữa. Dạ, một tiếng hát mới, một tiếng hát trẻ, rất mong là quý bà con cô bác sẽ yêu thương. Xin được trân trọng giới thiệu bạn Vũ Linh. Rồi Vũ Linh giới thiệu đôi nét về bản thân mình cũng như là giao lưu với bà con cô bác một xíu đi. Dạ, con thì rụt rè lắm, con không biết nói gì hết trơn á. Con chỉ muốn hát cho bà con nghe vậy thôi à. Trời ơi. Ô, mà Linh ơi, cái tên Vũ Linh đó là tên thật của em hay là nghệ danh của em? Em giải thích cho mọi người nghe. Đúng dạ, rồi, tên dạ, nghe rất là ấn tượng luôn. Cái đó là tên căn cước công dân của con luôn. À, tên căn cước công dân luôn hả? Dạ. Mẹ, em ơi, ở trong đây là dòng họ Cẩm không à? Đúng rồi. Bây giờ em thấy Cẩm gì, Cẩm Linh hả? Không, nhưng mà nhắc tới tên căn cước công dân nè, Cẩm y dễ, tên căn cước công dân của em là gì? Nguyễn Mạnh Hùng anh. Tên căn cước công dân của em là gì? Nguyễn Mạnh Hùng Dũng. Ôi mày ơi, không có mạnh như vậy. Em là Thế Thanh. À, Thế Thanh nghe cũng nữ tính ha. Rồi bên đây là Cẩm Xà Cừ ơi, tên căn cước công dân của em là gì? Chị ơi, sao tự nhiên chị khái em ra không chị? Thì tại chị thấy bạn là thiệt thà quá, bạn giới thiệu tên căn cước công dân thì mình đi giới thiệu cho bà con cô bác biết luôn. Thôi mọi người dạ, thì mọi người biết tới em là ngoài tên Cẩm Xà Cừ ra thì mọi người còn biết tới em tên Linh Linh. Dạ, mọi người cứ biết cái tên Linh Linh được rồi. Dạ, tên đầy đủ là Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh nha quý bà con cô bác. Ủa, tại bữa em thấy trong căn cước Lê Văn Mạnh. Ôi, không có. Không rồi, có. Thôi, được rồi, thôi vậy cũng đủ vui rồi. Cảm ơn tụi em rất là nhiều. Lát nữa thì quý bà con cô bác cũng rất là mong chờ muốn nghe tiếng hát của Vũ Linh ha. Dạ. Rồi, cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Rồi, bây giờ quý bà con cô bác đã có vé hết chưa ạ? Để hả? Dạ, hôm nay thiếu một thành viên là Cẩm Năng du lịch, đã đi du lịch rồi quý bà con cô bác ơi. Dạ, nên nay thiếu mặt tụi em gọi là cập nhật thêm thành viên mới, hy vọng là quý bà con cô bác yêu thương. Dạ, và trước khi mà bắt đầu những vòng loại lô tô thì bây giờ Cẩm Tú Cầu rồi xin mời các em lui vào trong để chị giới thiệu cho quý bà con cô bác những vòng loại tiếp theo mà quý bà con cô bác sẽ nhận những phần quà gì. Dạ, bốn vòng loại đầu tiên quý bà con cô bác sẽ nhận về giúp Cẩm Tú Cầu là một thùng bánh tráng Tân Nhiên trị giá là 350.000 đồng nha quý bà con cô bác. Dạ rồi, hai vòng loại tiếp theo quý bà con cô bác nào mà trúng thưởng thì chúng ta sẽ nhận về cho mình một bộ Phủ Bạc Hai Ông Xui và Tinh Chất Thảo Mộc. Dạ, đây là thương hiệu sản xuất đầu tiên của anh Khương Dừa và được quý bà con cô bác rất là yêu mến, trị giá là 488.000 đồng. Dạ,
Rồi hai vòng tiếp theo nữa thì quý bà con cô bác sẽ nhận về cho mình một chiếc voucher. Hôm bữa là Cẩm Tú Cầu có giới thiệu là may đầm, mà Cẩm Tú Cầu tưởng là một chiếc đầm. Dạ không, quý bà con cô bác nào mà trúng vòng là vòng vòng 7, vòng 8 thì quý bà con cô bác sẽ nhận được là 3 chiếc đầm trị giá là trên dưới 1 triệu đồng. Dạ, cả nhà mình trúng thưởng thì để lại số điện thoại, sau đó thì tụi em sẽ có bên xưởng may Phúc Lộc sẽ liên hệ và may đầm cho mình, may 3 chiếc đầm, dạ khoảng 1 triệu đồng, dạ đầm trung niên rất là đẹp luôn. Dạ hy vọng là các chị em phụ nữ ngày hôm nay chúng ta may mắn trúng thưởng. Dạ rồi, hai vòng tiếp theo nữa thì quý bà con cô bác sẽ nhận về cho mình một bộ mỹ phẩm đến từ thương hiệu mỹ phẩm dược mỹ phẩm 4D Denacare trị giá là 1.240.000 đồng. Dạ và ngoài ra trong suốt xuyên suốt tất cả các chương trình từ thứ tư đến chủ nhật, dạ thì luôn có một nhà tài trợ đồng hành và luôn xuất hiện trong những chương trình lô tô của tụi em. Dạ đó chính là thương hiệu chuối sấy đồng tiền vàng. Dạ và chị của em cũng có ngồi ở dưới quý bà con cô bác, mà lát nữa mà mình ăn chuối sấy đó, chị của em. Dạ quý bà con cô bác nào mà nhận tham gia chương trình lô tô mà từng ăn chuối sấy đồng tiền vàng rồi thì biết rất là ngon. Dạ và quý bà con cô bác có thể liên hệ với chị để mua trực tiếp, hoặc là lát nữa thì mỗi vòng thì Cẩm Tú Cầu sẽ đọc số điện thoại để cho cả nhà nhớ và sau đó cả nhà mình liên hệ mua nha, rất là ngon luôn. Dạ rồi bây giờ không làm mất thời gian của quý bà con cô bác nữa, các em ơi. Ủa rồi tự nhiên nó trốn đâu hết trơn rồi mấy đứa, ra kêu vòng lại đầu tiên tụi em ơi cho bà con cô bác nhận quà. Ủa thì chị kêu lui vô trong. Thì chị kêu là tụi em vô trong là tụi em nép vô trong để cho chị ai đứng ở đây chị tỏa sáng, chị không thiệu. Chị không chịu nói rõ, chị kêu lui trong, đuổi vô kia vô luôn. Trời ơi, tự nhiên cất vô tủ hết trơn á trời. Ai biết, chị phải nói mặc rõ. Có đẹp vô bây giờ với ác phục vụ bà con cô bác chứ. Dạ xin lỗi cả nhà. Rồi gia đình em hơi trộn rộng rồi, bây giờ ra đầy đủ hết chưa? 1, 2, 3, 4 đủ thành viên rồi cả nhà mình ơi. Dạ bây giờ sẵn sàng sổ vòng đầu tiên cho nóng được không cả nhà ơi? Dạ có vé hết chưa ạ? Dạ trời ơi, hôm nay quý bà con cô bác chắc là trong tuần nên là còn bận đi làm chưa có kịp về. Lát nữa là sẽ đông hơn, hy vọng là vậy nha quý bà con cô bác. Rồi mời cả nhà cùng sẵn sàng tấm lá vé trên tay. Và bắt đầu do số tên. Vô. Vỗ tay một cái được không? Dạ, con số gì đây mong ta ngã trên đường rồi có nó gió huyền thoáng khi bù ngàn đau xanh. Và đây là dòng sông ta thương mến, bờ bóng chung đôi ngả nghiêng hàng dừa. Và đây là dòng sông ta thương mến, bờ bóng chung đôi ta về chốn đây. Con số 7 mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Chiều hoàng hôn tím cả dòng sông, tím cả dòng sông. Ngò đéo bên vắng mà nhớ anh xót xa trong lòng, xót xa trong lòng. Giờ anh sang sông quên lời hẹn ước, để lại mình em anh mong biển nhớ. Bên bên sông chờ nhớ thương anh tím cả hoàng hôn. Con 14 số gì đây, số gì đây, cờ ra con mấy, còn mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Và con nhớ mãi những ngày ấu thơ, kỷ niệm năm nào có phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo. Mong muốn con được lớn không, con 44 14 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
em mơ. Hay quá. Lá xanh rồi cũng phai màu. Yeah. Con năm mười sao. Năm mười sáu số gì đây? Mở màn gì đó đủ rồi. Được. Nè gì? Cả cái gì? Tính nhảy theo mà nó nè. Mấy gì ra mấy gì ra đây mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra. Lần cuối gặp nhau đã khẽ nói thương mãi nhé anh em yêu anh chân thành yêu duyên không thành để với lan cắt tóc vô chốn tiệm.
1, con số 4, con số 4, con số 4, con số 4. Con số 4, con số 4, con số 4, mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra. Em ngã xuống như bao anh hùng dũng sĩ, cùng cuối cùng em là những ngôi sao. Bàn chân em dằm nát khung bào tàn em mãi ngàn đời là người con gái Việt Nam. Con 48, con 48, con 48, con 48. 48, 48 số gì đây, số gì đây, con 3 gì đây, 3 gì đây, 3 gì đây. Cho những người Bạc Liêu mấy lời sống có ngàn tình không đổi dời, dù đi xa trăm hương ai người có đổi hoài thương. Bạc Liêu thương quá hình bóng quê nhà. Còn 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, mẹ gì ra đây, mẹ gì ra, mẹ gì ra không, mẹ gì ra, mẹ gì ra. Mẹ gì ra, mẹ gì ra, mẹ gì ra, hôm qua còn ăn vui, hôm nay còn hoa tươi, sao hôm nay buồn đau thương, hôm nay sầu hước mi vẫn càng lan. Lời phút cuối có ai đâu khóc ly tan cho mình, thầy thốt hết giấc mơ tan chỉ mang theo buồn. Dân luyện ngại sao cách biệt, tình phù thay sao cách xa. Tình này xin chọn kiếp, nguyện ghi tiếng khắc sâu. Giờ phút cuối có ai đâu khóc đi tan cho mình, còn nói nữa nói chi cầu chẳng lòng. Thôi hết rồi tự còn số 8, còn số 8, còn số 8, còn số 8. Cứ ra con mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Với anh, em mãi là người tình mà trăm năm. Còn 55, 55, còn 55, 55. Còn 55, còn 55, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Em đi đâu về, em đi đâu về. Mà tóc đầy mê, mà tóc đầy mê. Em ngồi em chà, em ngồi em chà. Mười ba số gì đây, ngờ ra có mấy con mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Em bắt cái ghế ngông trong anh về. Qua bao mùa xuân em dọn hồi giờ như con khỉ đột. Con 21, 21, 21, 21 có là dè thờ hơn. Xin lô xin dừng chân. Tăng 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 tăng. Chào ơi, kính trọng rầu tụi em ơi. Dạ, cả nhà quan dội xa lá vé của mình. Con chào cô ba, rồi em chào chị. Rồi cái vé này là của chị nè. Chị áo nâu nè, cái vé này của cô ba nghe. Rồi Linh cầm vé cô ba. Rồi trời ơi, em chào chị. Dạ, trời ơi, xong thấy chị quen lắm, nghe là bữa nào cũng đi coi phải không? Dạ, chị tên gì ạ? Thủy ạ. Chị Thủy, bữa giờ là kinh lần nào chưa chị? Chưa lần nào. Trời ơi, chưa lần nào hết. Hôm nay may mắn kinh vòng đầu tiên luôn mà kinh trùng. Dạ không sao hết nha. Dạ cô ba ơi, dạ hôm nay trời ơi cô ba mặc cái áo dài quá chấn động rồi. Dạ con thật sự rất là thắc mắc luôn là tại sao là đêm diễn nào cô ba cũng xuất hiện và ủng hộ tụi con. Cô ba là thích cái ban thương hết tất cả thương dừa rồi cô ba thấy đi thôi. Nhưng mà cô ba là ở xa không cô ba? Cô ba ở Bến Lức. Trời ơi cô ba ở Bến Lức là mà đêm diễn nào tại quán cô cũng tới vậy hả? Đó tại rồi cô yêu thích văn nghệ. Dạ trời ơi. Trời ơi biết ơn cô ba mãi yêu thương cô ba. Dạ hy vọng mà cô ba mãi ủng hộ tụi con như vậy nha. Rồi bây giờ các thôi cô ba đi hoài chừng nào không có hát nữa cô ba mới nghỉ. Trời ơi đã quá cả nhà mình ơi. Rồi rồi dò số cho cô ba nha tụi em ơi. Dạ rồi à, dạ rồi 14 rồi số này của 1, chị đó đúng không? 21 có 2 rồi 4 có 3 55 đầy đủ rồi. Dạ rồi à, của chị cái này của cô ba còn đây của chị rồi. Dạ 14 có 1 21 có 2 33
có ba, 56 đầy đủ. Dạ. Rồi hợp lệ, dạ chúc mừng cô ba và chị. Rồi bây giờ mời cô ba và chị vào mình quay lòng cầu tại mình kinh trùng, cho nên là hai người mỗi người chọn một số giúp con, ai số lớn thì mình nhận ngay một thùng bánh trắng tất nhiên. Dạ ai số nhỏ thì mình nhận một hộp chuối sấy đồng tiền vàng. Dạ. Rồi con mời cô ba với chị. Rồi cho cô ba với chị tự bốc số nha. Đó rồi. Rồi cái này mình bốc ngẫu nhiên hên xui nha. Dạ gọi là số nhỏ cũng có quà mà số lớn cũng có quà. Rồi con mời cô ba có chưa? Rồi chị bao nhiêu? 42. Rồi cô ba? Cô ba là 40. Trời ơi thiếu 2 nút thôi, quá trời tiếc rồi. Nhưng không sao, con vẫn chúc mừng cô ba. Dạ cô ba sẽ nhận được một hộp chuối sấy đồng tiền vàng. Dạ đây rồi. Dạ con tặng cô ba, con cảm ơn cô ba nhiều. Và chúc mừng chị một thùng bánh trắng tất nhiên. Dạ bánh trắng này trong thùng này là coi như mít đầy đủ hết. Bánh trắng trắng rồi, bánh trắng trộn đó. Rồi có muối tôm luôn. Dạ chúc mừng chị và cô ba rất nhiều. Dạ cảm ơn chị Thủy và cô ba. Dạ quý bà con cô bác thân mến, quý bà con cô bác nào mà chúng ta muốn mua bánh tráng tất nhiên thì quý bà con cô bác có thể liên hệ vào số điện thoại là 078-469-1111. Dạ ai muốn ăn chuối sấy đồng tiền thì quý bà con cô bác có thể liên hệ số điện thoại 0786-909093. Đã quá tuyệt vời. Dạ rồi bây giờ vòng đầu tiên rất là nhanh gọn xúc tích, quý bà con cô bác đã nhận quà. Và bây giờ trước khi đến với vòng loại tiếp theo, xin mời quý bà con cô bác cùng thưởng thức một tiếng hát. Dạ bước ra từ chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn. Dạ xin mời chị. Ủa vụ án vậy à? Thì cũng bước ra từ Ngôi Sao Miệt Vườn chứ bước ra từ đâu. Dạ xin mời quý bà con cô bác cùng lắng nghe tiếng hát của Hải Châu. Dạ kính chào quý bà con cô bác. Dạ thì hôm nay là sức khỏe của Hải Châu cũng không được tốt lắm. Dạ nếu có gì sai sót mong bà con cô bác bỏ qua cho Hải Châu được không ạ? Sôi động lên em ơi, sôi động lên em xin ơi. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ rồi Hải Châu xin gửi đến tất cả quý con bác nhạc phẩm Xuôi Dòng Cổ Long, một chậu thay thật lớn đó đi bà con ơi. Dạ cảm ơn rất nhiều ạ. Ai xuôi về phương Nam lắng nghe tiếng đàn bên sông, lặng nhìn đắm lục bình trôi mang hàng dừa anh bình soi bóng. Chính dòng sông đổ biển đông như tình em thiết tha mang lòng, thương em như sông với bóng, nhớ em nhiều như dâu nhớ tâm. Dầm dìu từng đàn cò trắng bay trên cánh đồng vàng, ngày mùa đã đến rền gian thương bàn tay cô gái hiền ngoan. Về quê tôi mà xem quang chi nhiều một nắng hai sương, về đây nghe anh hát cải lương mấy con tình sông nước biển dương. Đường bay bốn phương nhớ quay về thăm mảnh đất quê hương, người mẹ già ngày đêm nhớ thương, năm tháng dài tóc ngả màu sương. Xuôi về biển Cổ Long Giang ai trên dòng sông bạc ngàn, chính dòng thương giới Cù Long như chúng ta tình yêu thiết tha. Em thấy quê mình không em đồng lúa mây trời ngời xanh, Cù Long nghiêng mình đón người qua mình được ân tình. Chiều từng đàn cò trắng bay trên cánh đồng vàng, ngày mùa đã đến rền gian thương bàn tay cô gái hiền ngoan. Người quê tôi thiên đường quán chi nhiều một nắng hai sương, về đây nghe anh hát cải lương mấy câu ân tình sông nước biệt dương. Xuôi về miền Cửu Long Giang ai hát trên dòng sông bạc ngàn, chính dòng sương nhớ phù sa cho chúng ta từng quê thiết tha. Em nhớ quê mình không em, đồng lúa mây trời ngời xanh, Cù Long nghiêng mình đón người qua mình đất ân tình. Xuôi về miền Cù Long Giang ai hát trên dòng sông bạc ngàn, tiếng hò tiếng hát vang qua nghe thiết tha niềm vui chứa chan. Em thấy quê mình không em, đồng lúa mây trời ngời xanh, Cù Long nghiêng mình đón người qua mình đất ân tình.
cảm ơn rất nhiều ạ. Chết rồi. Xin cảm ơn tiếng hát của anh Hải Châu rất nhiều ạ. Mệt quá anh này, mệt quá em ơi. Này mệt quá, mọi người thông cảm, hai anh em mới xi nhan nhau để em phụ anh. Dạ, tại vì mấy nay và con bác trời cũng mưa rồi. Hải Châu đi làm cũng mắc mưa hoài à. Nên là nay giọng có hơi yếu xíu, có hơi mệt xíu. Rất mong quý bà con cô bác sẽ thông cảm bỏ qua cho Hải Châu à. Dạ rồi, dạ. Ủa chị mình đâu rồi? Chị đây. À trời ơi. À kéo vào cho chị để chị cột cái đầu à. Đúng rồi, nãy giờ chị thấy tóc gió thôi bay quá nãy giờ. À chị sợ bay luôn cái đầu cái gì. Đúng rồi chị. Nãy ngồi ở trong chị nghe hát mà chị cũng hoang mang quá trời quá đất. Trời ơi. Mệt dạ không chị. Nhưng mà cô cố gắng quý bà con cô bác. Dạ các bạn cũng còn rất là trẻ, tụi em cũng còn rất là trẻ. Dạ mấy bạn hát vậy là được lắm rồi, chứ còn em là bỏ luôn đó quý bà con cô bác. Dạ em chưa hát không có một miếng nhịp nào cả. Hy vọng là quý bà con cô bác yêu thương và ủng hộ tụi em nhiều hơn. Rồi bây giờ cả nhà mình có vé hết chưa ạ? Dạ có ai chưa có vé không ạ? Ai chưa có vé giơ nhẹn cánh tay lên nhỉ? Dạ rồi đầy đủ. Có vé chưa anh? Có rồi, ghẹo em thấy không? Ghẹo phải không? Thấy người ta đẹp cái ghẹo phải không? Dạ ok. Rồi có vé rồi nha cả nhà mình ơi. Rồi dòng loại này quý bà con cô bác nào may mắn trúng thưởng, chúng ta sẽ nhận về cho mình một thùng bánh tráng Tân Nhiên trị giá 350.000 đồng. Dạ chúc quý bà con cô bác may mắn. Rồi 3, 2, 1 bắt đầu. Do số vô. Đây con số gì đây, cờ ra con mấy. Đây con số gì đây, con số gì đây, con mấy gì ra. Đây con số gì đây, con số gì đây, cờ ra con mấy. Đây con số gì đây, con số gì đây, con mấy gì ra. Mấy gì ra vô. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Thanh thoát trên sông mai ngân, dòng hoa say đắm. Mắt sắc sao câu liếc nhìn xe ánh trăng rằm. Dòng ca cao vút từ nơi đại ngàn mùa sâu hun hút. Cùng dịp đàn cái đây mái một trang sự vàng. Và đây là những con người Việt Nam. Con 58, con 58, con 58. 58, 58, con 58. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Để ta bên nàng che chở nâng niu, kề bên giá chúc tủ đạp thơ. Đại được bên tiếng ngữ, dù ta đối cá muôn thành. Thần thiếp xin ghi tạc ngàn năm con 4, 15, 4, 15, 4, 15, 4, 15. 4, 15, 4, 15, 4, 15. Trời ra con mấy, còn mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Bốn thầy tò lên núi thỉnh kinh. Cái bụng dình ình là trứ bạc giới. Cái thai phơi phới là quỷ sa tăng. Cái mặt hay nhăn là đường tam tạc. Cái tánh liều mạng là tốn ngộ không. Người cầm bình bóng là Quán Âm Bồ Tát. Người cầm cái bát là Phật Tổ Như Lai. Quá phép bàn tay nhốt con khỉ độ con 51. Con khỉ độ bị nhốt rồi, vô đi con khỉ độ. 51. Năm 11, năm 11, năm 11, năm 11. Số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì ra. À ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại. À ơi, hoa cái lên trời, dâu dâm ở lại. Chiều lời đắng cay. 27, 27, 27, 27. Con 27, con 27 mấy. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Em gái giường quê, em gái giường quê. Cuộc đời trong trắng, cuộc đời trong trắng. Dầm mưa dài nắng mà em vẫn yêu trắng đẹp ngày rằm. Con 35, con 35, con 35, con 35. 35, 35 mấy gì ra, mấy gì ra, con mấy gì ra. Ngày xưa em như chim sao, còn số sao. Sao dạ? Còn số sao. Kêu nó tôi đọc. Còn số sao. Dạ con số sao đặt vô quý bà con cô bác ơi. Còn số sao, còn số sao, còn số sao. Còn mấy gì đây, 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 mấy gì đây. C. Sao nè. Mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Châu ơi ta bảo châu này, châu ra ngoài ruộng à châu à cày à với ta. Cái cày vốn nghiệp nông gia, ta đây châu đấy ai mà quản công. Bao giờ cây lúa còn bông, trời còn ngọn cỏ ngoài đồng mà trâu nhai. Còn số 2 vô, còn số 2 thì còn số 2 la ve cờ hên xích lô xin dừng chân. Tăng 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 tăng. Ủa chị gái vẫn tăng 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 tăng. Dò số đi anh ơi.
Em định nhây mà nhỏ này nó nhây hơn em. Rồi số 2 chị mới kêu đưa vô giờ luôn. Ủa kinh trùng nữa hả? Ủa dạ cố nhân lại là bà Thủy. Dạ rồi. Trời ơi, mới kêu có mấy con rồi kinh liền vậy trời. Dạ thôi rồi, từ từ. Để tụi em dò số nha. Dạ khách quen quá trời quá đất rồi. Bữa nào cũng ủng hộ, hay quá chị Thủy ơi. Trúng bù mấy bữa chưa trúng. Đó, trúng bù mấy bữa chưa trúng. Dạ từ đầu tới giờ chị Thủy chỉ lên chị dò. Ngày nào chị cũng dò mà chị không trúng. Nay chị trúng lần, chị trúng double. Dạ trúng bù. Ngon lành chị ơi, hay quá. Mà vẫn kinh trùng ha. Dạ rồi. À, phiếu của anh trai là số rồi. 2 có 1 27 có 2 35 có 3 45 đầy đủ. Dạ rồi, phiếu của chị gái số 2 có 1 27 có 2 35 có 3 51 51 hợp lệ. Dạ, quá xuất sắc rồi, bây giờ mời hai anh chị vô quay lồng cầu. Dạ đó, thấy chưa, quá trời ga lăng. Dạ. Rồi, hồi hộp quá. Rồi, chúc mừng anh, để coi coi số nhiêu nha. Rồi, chị Thủy trước, chị Thủy số nhiêu? 22. Em nói chuyện với em rồi, em 43 là. Ôi, chúc mừng. Vậy là coi như, dạ, chị Thủy, dạ, dòng rồi chị Thủy mới trúng một thùng bánh tráng đúng không ạ? Rồi, bây giờ anh trúng một thùng bánh tráng, còn chị Thủy trúng ngay cho mình một hộp chú giấy đồng tiền dày, dạ. Chúc mừng hai anh chị rất là nhiều luôn, quá tuyệt vời đó, ai cũng có quà, cả nhà cùng vui, cả nhà mình ơi. Dạ, quý bà con cô bác nào mà chưa trúng quà, chúng ta đừng vội buồn nha, vẫn còn rất là nhiều dòng loại tiếp theo, và càng về sau thì giải thưởng càng hấp dẫn. Dạ, trước khi đến với giọng hát tiếp theo để phục vụ quý bà con cô bác, thì một lần nữa Cẩm Tú Cầu xin được nhắc lại số điện thoại của hai nhãn hàng đã đồng hành cùng với chương trình, để quý bà con cô bác mà có nhu cầu sử dụng chúng ta có thể liên hệ. Dạ, bánh tráng Tân Nhiên quý bà con cô bác có thể mua tại các hệ thống siêu thị, hoặc là liên hệ vào số điện thoại 0784691111 và chuối sấy đồng tiền vàng. Dạ, số điện thoại là 0786909093. Dạ, cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chương trình văn nghệ đêm nay với tiếng hát bước ra từ chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn, chị Thu Hiền. Trời ơi, quá trời quá đất rồi chị ơi. Trời ơi, cái đoàn này em quy định là có một mình em được lố thôi, có một mình em là được hoành tráng thôi mà. Lâu, nay chị lố một bữa đi bé. Trời ơi, chị quất bộ đồ một cái là cất em luôn, giờ em đứng kế chị, em lu mờ dễ sợ không? Trời ơi, đứng nãy giờ. Chị Thu Hiền xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả các cô chú, anh chị có mặt trong hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Lời chào thân ương và trân trọng nhất ạ. Đó, chào là thấy hoành tráng rồi, quá trời quá đất rồi. Thì giờ coi như là thôi em cũng nhường lại cho chị đi, chứ giờ nhan sắc em khúc này nó cũng lu mờ, nó sập sệ quá rồi. Dạ, em nhường sân khấu lại cho chị. Dạ, quý bà con cô bác cho chị Thu Hiền một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? C. Dạ, sau đây là Thu Hiền xin gửi đến quý ông bà cô bác một ca khúc được mang tên Hồng Nhan, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Quang. Xin mời quý ông bà cô bác cùng lắng nghe ạ. Chẳng một người cứu mang, rồi có
cô chú bỏ qua cho em không ạ? Tuyệt vời, cảm ơn chị Thu Hiền rất nhiều và cảm ơn quý bà con cô bác. Trời ơi Châu ơi, hôm nay lẽ ra mình phải đặt cái chủ đề chương trình mình là chủ đề thông cảm. Biết sao không? Trời ơi gì đâu mà em cảm nè, chị cũng cảm rồi, nguyên nhóm cảm hết xong rồi chị Thu Hiền cũng bị cảm. Dạ quá trời quá đất, dạ mấy nay thời tiết thay đổi, quý bà con cô bác mình cũng giữ gìn sức khỏe nha cả nhà mình ơi. Dạ mình thấy mà mình hơi ho ho nhẹ nhẹ cái là mình mua thuốc mình uống liền hoặc là mình xong. Dạ quý bà con cô bác mà có mua tinh dầu tinh chất thảo mộc của anh Khương Dừa cả nhà, dạ mình xong mình có thể nhỏ một giọt vô cái nồi xong của mình, dạ nó cũng hỗ trợ cho mình, giúp cho mình gọi là thông thoáng và tinh thần mình nó cũng thoải mái hơn á cả nhà. Dạ quý bà con cô bác giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, dạ bà con cô bác có thể cho biệt đội thông cảm chàng hỏi tay được không ạ? À? Trời ơi lấy lại dạ, tinh thần anh đó, tràn vỗ tay thông cảm, tràn vỗ tay thông cảm cho. Dạ rồi cả nhà có vé hết chưa cả nhà mình ơi? Dạ rồi, dạ hôm nay là quý bà con cô bác không có đông như những ngày những cái đêm trước nhưng mà mình không có đông mình cũng có cái lợi cả nhà. Dạ cũng có lợi là coi như là xác suất trúng thưởng mình cao hơn. Dạ nhưng mà hội quán bán ít nước hơn thôi chứ không có gì hết. Dạ phải đâu anh, thì giữa tuần mà bà con dạ, bà con đang đi làm về rồi đang ăn uống tắm rửa rồi sẽ tới. Dạ, dạ nhưng mà cảm ơn tất cả những tình cảm của quý bà con cô bác ở ngồi ở đây. Dạ là một món quà tinh thần rất là lớn cho tụi em luôn, nên tụi em sẽ cố gắng phục vụ quý bà con cô bác hết mình. Dạ rồi bây giờ tụi em sẽ sổ số hết mình để quý bà con cô bác trúng thưởng. Dạ rồi cả nhà hãy sẵn sàng tấm lá vé trên tay và bắt đầu do số hãy cho nó bớt cảm ơi vô. Đây con số gì, đây con số gì, đây cờ sao con máy C. Đây con số gì, đây con số gì, đây con máy gì xa. Hey. Đây con số gì, đây con số gì, đây cờ sao con máy C. Đây con số gì, đây con số gì, đây con máy gì xa. C. Máy gì ra vô. Máy gì ra, máy gì ra, cờ ra con máy gì đây, máy gì đây. Máy gì đây, nhắn ai đi về. Miền đất phương Nam, trời xanh mây trắng, soi dòng cửu Long Giang, mến mông rừng tràm là con 18. Trời ơi, con 18, con 18, con 18, con 18, con 18, con 18, số ra con mấy, con mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Tiếng đàn điệu buồn lấy lòng dạt dào làm hôn như mơ. Đang đưa buồn quá đây khúc tình ca nói về đời sống nông dân xin trời giọt mưa trên miệt đồng lúa xanh thắm màu. Năm mười sáu, 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 năm mười sáu. Năm 13, năm 13, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Ba sinh đã lỡ chứa duyên tình về lứa đôi chẳng qua không sao đành cánh chia đôi mình. Có thể hứa trước kia theo làng khói bay bạc rồi. Anh đại ơi, mấy cô thể của anh nhớ, anh nhớ hoài. Hả? Gì vậy? Còn số 2. Trời ơi hết hồn. Còn số 2. Còn số 2. Mà dừng tắt. Còn số 2. Còn số 2. Ra con mấy cùng mấy gì đây. Ra mấy gì đây. Mấy gì đây. Con mấy gì đây. Mấy gì đây. Con hai gì đây. Hai gì đây.
Hãy đến, hãy đến với em đêm này. Hãy đến, hãy đến với em đêm này. Hãy có tiếng ca cho đời mê say. Hãy có tiếng ca cho đời mê say. Nhạc của con say cùng nhau dồn dã. Hãy đến với em đêm này. 27 vô. 27, 27, cùng 27, 27. Chị kiểm tra cho khoan, chị mới hình như là chị mới bị cướp đúng không em? Đúng chị, rồi. Chị mới bực giật dây chuyền đúng không? Đứa nào chị kiếm tiền đâu? Trời ơi, quá trời quá đất rồi. Trời ơi. Thì ra đây chính là chủ mồ. Đi vô đây. Ôi, có công an nè, bà là công an mà. Ôi, trời ơi, em nói cái gì vậy? Trời ơi, nói tào lao. Mày gì ra đây? Dò tố tiếp. Bà lại hả? 27, 27 cả nhà mình ơi. Mấy gì ra, mấy gì ra, cờ ra con mấy, còn mấy gì ra, mấy gì ra. Mấy gì ra, cờ ra con mấy, còn mấy gì ra, mấy gì ra. Mấy gì ra, mấy gì ra, cờ ra con mấy, còn mấy gì ra, mấy gì ra. Đường tương trao, tàu hủ chưa leo, ai chưa ăn phải thử một lần. Đó nè. Em nấu chè, em bỏ đường mà thốt nó. Còn 21, 21, 21, 21, 21, mấy gì ra, mấy gì ra. Pháo qua pháo, xe qua xe, chốt qua chốt, duyên qua duyên. Đời dương thi kiều như con chốt, con số 1, con số 1, con số 1, con số 1. Con số 1, con số 1, con số 1. Tôi là con mấy, còn mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Ba nha là bạn của tư kỳ. Tình nghĩa có chi nay tư kỳ đã chết, không còn ai giải tiếp tiên hát cái cung đàn. Ba nha vội vàng ôm cây đàn mà bé gầy. Con số 4, con số 4, còn số 4, còn số 4. Ủa em ơi, còn số 4, còn số 4, còn số 4, còn số 4, còn số 4. Tôi đã đảng hậu rồi, nó còn đảng hậu tôi nữa trời. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Em nhìn thứ xe dưới hồ đôi cá. Cá kia giống đôi cơ tình. Cá tình thương như mình, như chồng vợ, như là chồng vợ. Cá dưới hồ như ta trên khơi. Tình vợ chồng thương yêu khá. Chỉ có đâu như mình. Dịp đường dài theo đường mòn. Huynh đưa người huynh yêu về quê. Giờ tình mình như đôi cá kia. Anh phải biết sao. Ba mươi sao, ba mươi sao, ba mươi sao, ba mươi sao. Ba mươi sao, ba mươi sao, còn số gì đây, số gì đây. Cờ ra con mấy, còn mấy gì đây, mấy gì đây. Hò ơi, con nước lớn chảy xuôi. Đưa con đò chào nghiêng, theo nhịp theo bơi ai ngân nga câu hò. Hò ơi, gió đưa gió đầy, về đây ăn không. Về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đầu uống nước càm. 38, 38, 38, 38, 38, con gì ra đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Mấy gì ra, từ miền Nam ăn ngược ra băng. Câu sao câu hò điệu lý chính dòng sông. Sông xa mấy đèo cao cao chậm trùng đưa nàng. Về dành sao xuyên trung tình. 59, con 59, con 59, con 59. 59, con 59, 59, số gì đây, số gì đây. Ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng. Hay dừng chân ghé quán em, em đây bán trái sầu riêng. Nhưng em không bán tình duyên. 60 nguyên, còn 60, còn 60. Còn 60, còn 60, còn 60. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Tài lương giảng danh nghĩa xưa đâu dám quên. Ngày còn bánh tay khi chiếc chân xoa giáo cơm. Khi sông pha thường mà để chân tưng. Thầy hy sinh đồng quy chắc nào, thầy hy sinh đồng quy chắc nào. Diệt muộn binh đồ chân. Bách bào quá học trí đường chẳng màng sinh tư. Tài lực danh chịu dừng ở đây, tài lực danh chịu dừng ở đây. 47, 47, con 47 là ghe cờ hơn xích lô trên dừng chân. Tăng 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 tăng.
Trời ơi, bạn học chị mấy đứa ơi. Trời ơi, ủa, là sao? Bạn học em, quý bà con cô bác ơi. Rồi, giờ vé cho bạn mình đây. Bạn ơi, bạn tên gì? Tính. Ủa, Tính, ủa, quen quá vậy. Tính học là lớp 3 phải không? Tính học lớp 4. Lớp 4 đúng rồi, mình học lớp 3, mình nhỏ hơn Tính một lớp. Ai Tính thấy mình có đẹp không? Đẹp. Trả lời đàng hoàng. Dạ đất ơi. Dạ đẹp. Đẹp không? Thiệt lòng không? Trời ơi, cái mặt rất là miễn cưỡng luôn nghe Tính nghe. Mình giận nghe, muốn không có qua lớp mình chơi nữa nghe. Dò số cho Tính lề về lẹ đi. Số Tính, của Tính nha. Tính khen mình đẹp mà cái mặt Tính sợ hãi dễ sợ. Số của Tính số 2. Có 1. 27. Có 2. 36. Có 3. 47. Hợp lệ. Trời ơi, chúc mừng Tính. Chúc mừng Tính đã nhận được một thùng bánh tráng tăng nhiên. Đó. Đó rồi. Đó, cái này bạn này là học lớp 2 kế bên mình luôn nè. Hello bạn. Hay ghê quá, các bạn vô đi rồi. Chúc mừng Tính nha, cảm ơn Tính nhiều nha. Mời Tính xuống dưới. Trời ơi, hay quá Tính ơi. Dạ, quá tuyệt vời. Đó, đẹp trai dễ thương không, thấy cưng không quý bà con cô bác. Rồi, cả nhà mình ơi. Dạ, quý bà con cô bác nào chưa trúng dòng loại này, quý bà con cô bác đừng vội buồn. Dạ, càng về sau phần quà càng hấp dẫn nha quý vị ơi. Dạ rồi, nãy giờ là có rất là nhiều quý bà con cô bác trúng quà, thì hy vọng quý bà con cô bác nào chưa trúng quà chúng ta sẽ may mắn trúng quà. Dạ rồi, và bây giờ tiếp tục chương trình văn nghệ tối đêm nay. Xin mời quý bà con cô bác cùng thưởng thức qua tiếng hát nữ trầm của đội Lô Tô Ngôi Sao Miệt Vườn, tiếng hát Cẩm Xà Cừ. C. Vô Cẩm Xà Cừ ơi em ơi. Rồi. Nhanh lên ơi. Vô. Dạ, và sau đây là một nhạc phẩm cực kỳ dễ thương, tình thắm duyên quê xin gửi đến bà con cô bác. Don't
ơn quý bạn bà cô bác. Dạ cảm ơn quý bà con cô bác rất nhiều. Cảm ơn tiếng hát nữ trầm của Lô Tô Ngôi Sao Biệt Dương. Vụ gì nữa sao cứ ra cứ thất thiểu vậy trời. Ra tôi vui lên coi em. Vụ án gì? Dạ đâu có đâu. Sao ra em sắp khóc vậy? Đâu không ai có. Ghẹo em? Đâu ai ghẹo em đâu. Phải không? Tại vì em thấy Linh ca em buồn. Vậy hả? Trời ơi. Dạ nãy giờ em quên quý bà con cô bác. Dạ quên quý bà con cô bác. Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho ban nhạc của tụi em. Dạ anh Minh Trung. Dạ trời ơi anh Minh Trung coi như là gánh tụi em mà còng lưng đó quý bà con cô bác. Ở trên đây mà trật nghiệp một cái là anh Minh Trung anh hứng hết. Dạ anh cô Linh Linh hát ở trên đây. Ủa Cẩm Xà Cừ hát ở trên đây mà anh Linh Linh anh đưa hát lên. Anh Linh Linh nào nữa? Ủa anh Minh nói... Trung, anh Minh Trung. Ổn không? Chị ổn không? Chị nói gì mà chị nói lộn sừng hầu chị? Tại vì cái này là cái hậu quả đó em. Hậu quả của việc đội tóc giả quá nhiều. Trời ơi. Hậu quả của việc đội tóc giả. Thôi gỡ ra đi. Bị mất cái không được em ơi. Đội vậy nó mới đẹp chứ tháo ra cái giao diện nó kỳ lắm. Đâu có ai mà tự nhiên đầu mặt vậy mà đầu đinh đúng không em? Nó cũng kỳ. Đúng rồi. Ai đâu Dương Linh đầu đinh. Đúng rồi. Cái gì? Cái gì dạ, đó, cả nghe nhà mình. Vụ giảng sao anh? Chưa có vé hả? Một vé nữa, một mấy vé nữa em ơi. Rồi cho bà bàn ở dưới một vé nữa. Cả nhà mình ơi, ai chưa có vé mình cứ ngồi tại chỗ. Mình giơ nhẹ cánh tay lên thôi. Dạ tụi em trao vé tận tay liền quý bà con cô bác. Dạ ai chưa có vé mình ngồi tại chỗ. Mình giơ tay lên thôi nha quý bà con cô bác ơi. Dạ giờ dòng loại này quý bà con cô bác nào trúng thưởng thì chúng ta cũng sẽ nhận về cho mình một thùng bánh tráng Tân Nhiên. Dạ rất là ngon luôn nha quý bà con cô bác ơi. Dạ mình về mình đầu tư thêm một con cá lóc nữa. Trời ơi hết bài luôn. Dạ đầy đủ hết chưa ạ? Dạ không làm mất thời gian của quý bà con cô bác nữa. Ngay bây giờ xin mời quý bà con cô bác sẵn sàng tấm lá vé trên tay và bắt đầu do số C. Đó. Cái nhạc như vậy mới là số động nè. Mày vô. Gì ra? Mày gì ra? Đây còn số gì? Đây còn số gì? Đây còn sao không mấy C. Đây còn số gì? Đây còn số gì? Đây còn số gì? Đây xuống lắm đó. Đây còn số gì? Đây còn số gì? Đây còn sao không mấy C. Đây còn số gì? Đây còn số gì? Đây còn mấy gì xa? Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Yêu thương người yêu thương, ta yêu luôn những thú hoang rừng già. Yêu quê nhà, yêu quê ta, yêu luôn những trái tim Việt Nam. Còn năm 18, năm 18, năm 18, năm 18, năm 18. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Mấy gì ra, 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 giờ con đã lớn, con phải xa mẹ lên chung thành đô, lên chung thành đô. Thương làm sao bao kỷ niệm một thuở ngon nhào, ngày con ra đời mẹ vui, nhìn con ra đời dù mẹ nói trôi, hy sinh cả đời con vẫn là người đẹp nhất trên đời, con mãi là sống nên người. Con năm mươi, 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 con năm mươi. Số ra con mấy, con mấy gì đây, nhớ gì đây, con mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có quên trong lòng, những ngày tuổi thơ bên già gian khổ. Đêm chăm lo mong muốn con được lớn khôn. Con mười bốn, 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 con mười tư, con mười bốn, con mười tư. Số gì đây, số gì đây, số gì ra, số gì ra. Con có số chín, còn số chín, còn số chín, còn số chín. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra đây, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra đây, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra đây, mấy gì ra. Nói nữa. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Dừng núi giang tay rồi lại biến xa. Ta đi một ngày lớn mai đời tối sợ thà. Mặt đất bao la anh em tao về, gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng trời rộng. Và
tay ta nắm đôi cho một con Việt Nam. 28 trời ơi, 28 28 mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra. Em đi trên cỏ non mộng mộng đôi bờ đường về, em che nghiêng non lá chân rụng rè qua nhịp bầu tre. Quê hương em ở ngoại thành sớm nhà tranh, em qua mấy sông vượt mấy đèo dâu trèo lên đỉnh cao mấy núi cũng lắng lội về thăm. Con 45 con 45 con 45 45 cái là con mấy con mấy gì đây mấy gì đây mấy gì đây. Yêu nhau cười nhau à cho nhau về nhà mẹ hỏi qua cầu qua cầu. Con số 2 cờ ra con mấy mấy gì đây mấy gì đây. Nước này tươi để nấu canh hè, đường này ngọt em nấu chè mà nhà đam. Con 18 thì quá em ơi, vô ta che cờ hơn xin lỗi xin dừng chân. Dạ mời chị Âm Thanh lên ạ. Mời chị Âm Thanh lên ạ. Trời ơi, cái gì dữ vậy? Rồi chúc mừng em gái đã trúng thưởng vòng này. Dạ có ai kinh nữa không ạ? À? Chị Cầu. Quý bà con cô bác kiểm tra lại lá vé của mình nha. Rồi về vụ án gì để chị Âm Thanh lên để bé đó vô. Rồi em phỏng vấn chị đi. Phỏng vấn chị đi cưng. Chị trời ơi quen quá à. Chị tên gì? Ủa là quen dữ chưa em? Quen quá chị tên gì vậy chị? Trời ơi, quen mà rồi, chị em rồi. Mình mà chị cũng biết ở đây bà con ai cũng biết em là nổi danh là hiền lành lắm, nhân đức lắm. Quá trời quá đất rồi. Chị cứ tự tin. Thằng ơi, cái thằng bé này nó không có quen em đâu mà nó quen với ông xã em á. Hả? Dạ, thân lắm, thân lắm. Phải không cưng? Thì ra. Nói luôn á. Dạ thôi để tránh đổ máu thì bây giờ mình dò số. Để rồi, số 2. Ủa ai ta cầm này, số 2 có 1 à. 18. 18 có 2. 45. 45 có 3. 58. 58 có 4. Đầy đủ. Rồi qua lấy quà. 4 số quý bà con cô bác. Trời ơi quá tuyệt vời, chúc mừng Hằng. Lấy quà tặng. Thùng bánh tráng tất nhiên. Lấy quà tặng chị đi cưng. Đó. Nè, tặng sao nha. Em tặng chị. Thân thiết quá. Để thôi, một hồi em hát, ông dặn xuống số âm em cho em hát. Ôi bị tắt mic rồi nói sao xui. Cảm ơn rồi, chị, chúc mừng. Rồi cảm ơn quý bà con cô bác rất nhiều. Và dòng loại sau thì quý bà con cô bác nào mà may mắn trúng thưởng, chúng ta sẽ nhận về cho mình một bộ sản phẩm bao gồm một phủ bạc, hai ông xui và tinh chất thảo mộc và bảo vệ răng miệng. Quý bà con cô bác có thể liên hệ mua tại các thông tin gọi là truyền thông của anh Khương Dừa nha quý bà con cô bác. Đây là sản phẩm mà được quý bà con cô bác yêu thích rất là nhiều luôn. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục chương trình văn nghệ tối đêm nay. Dạ rồi, xin mời tiết mục tiếp theo đó chính là một tiếng hát mới toanh và mới keng xà beng. Dạ hy vọng là với tiếng hát trẻ này thì quý bà con cô bác cũng sẽ dành nhiều tình cảm và yêu thương cũng như là động viên và góp ý cho bạn thật là nhiều. Xin mời tiếng hát của Vũ Linh. Dạ, con thì cũng mới vô đoàn thôi. Có gì sơ sót xin là ông cô chú anh chị, ông bà cô bác bỏ qua giùm cho con. Hôm nay con gửi đến cho cô chú anh chị và ông bà cô bác một bài hát được mang tên Áo Mới Cà Mau. Xin quý vị cùng lắng nghe. Đi về Cà Mau với con nha. Dạ con cảm ơn. Dạ con hát nghe được không? Dạ quý bà con cô bác thấy Vũ Linh hát sao ạ? Được không ạ? Dạ cho Vũ Linh một tràng pháo tay cổ vũ được không ạ? Dạ con cảm ơn. Trời ơi lần đầu tiên em xuất hiện cho nên là em cũng còn rất là run và hy vọng là sau đêm nay thì quý bà con cô bác cũng sẽ ủng hộ và yêu thương em Vũ Linh thật là nhiều để chúng ta có Vũ Linh sẽ có nhiều cái tiết mục hấp dẫn hơn nữa gửi đến quý bà con cô bác nha. Dạ. Rồi lát nữa chúng ta sẽ quay trở lại với tiếng hát của Vũ Linh. Rồi bây giờ xin mời quý bà con cô bác chúng ta sẵn sàng dò số. Rồi bây giờ cả nhà mình ai chưa có vé thì quý bà con cô bác cứ và ngồi tại chỗ mình giơ nhẹ cánh tay lên giúp Cẩm Tú Cầu nha. Dạ có ai chưa có vé không ạ? Trời ơi quá tuyệt vời luôn. Dạ trời ơi các em rất là nhanh chóng luôn, ai cũng có vé rồi. Dạ nếu mà quý bà con cô bác đã có vé rồi thì không làm mất thêm thời gian của quý bà con cô bác nữa. Dạ ok em thấy rồi. Dạ chúc anh may mắn nha.
Dạ, chúc quý bà con may mắn, cô bác may mắn dòng này chúng ta sẽ trúng về cho mình một bộ sản phẩm bao gồm là một sản phẩm phủ bạc hai ông xuôi và tinh chất thảo mộc và vệ sinh răng miệng nha quý bà con cô bác. Rồi, cả nhà sẵn sàng tẩm lá vẽ trên tay và bắt đầu do số C. Đó, C. Vô. Vô tẩm lá. Đó, vô. Này con số gì, này con số gì, này cờ xa con máy suy. Này con số gì, này con số gì, này con số gì xa. Này con số gì, này con số gì, này cờ xa con máy. Này con số gì, này con số gì, này con máy gì xa. Máy gì xa. Máy gì xa, máy gì xa, máy gì xa, máy gì xa, máy gì xa. Bắc Kim thang cả làng bây giờ. Cột qua kèo là kèo qua cột. Chú bán dầu qua cầu mà té chú bán ít ở lại mà làm chi. Con le le đánh trong hỏi kèn. Con tìm tìm hỏi tò tí tè tò tè. Đây là bán em ơi. Tò là tò tè tè. Có anh nào muốn chơi bao vào đây có cây kè mà tè tí. Tò là tò tè tí. Sức là chân cùng đi. Tè tò tè. Đây là bán em ơi. Tò là tò tò tè. Giật mặt hả? Giật mặt hả? Giật mặt hả? Cột qua kèo là kèo qua cột. Con 41 41 số gì đây, số gì đây. Gờ ra con mấy, con mấy gì đây. Mấy gì đây, con ba gì đây. Ba gì đây, ba gì đây. Cấp con ngựa, ngựa ô. Con 34 số gì đây số gì đây. Phố đêm đẹp mơ trắng sáng màu trắng như vì sao gói đầu ngủ yên. 40 nguyên còn 40 còn 40 còn 40 còn mấy gì đây. Dạ đây là cuộc đầu tiên. Đôi anh đôi bạn mình ta dịu nhau. Anh đi tôi ở mình vui được sao. Tiếng người yêu trước đến giờ bạn đi xa. Gây có tình thương là 26 là sao? 20 sao. Cầu 26 đi cầu. 20 sao. Anh muốn đi cầu không? 20 sao, 20 sao, 20 sao. 20 sao. 20 sao, 20 sao, 20 sao. Vườn nhà em cháy cây ngọn ngọt sông xê. Bóng cây dừa xanh má che con đường ta về. Về quê em nhớ ôi sao mà vui thế. Vườn vào hoa sông dắt nhau ta về chốn đây. 37 37 con 37 37 37 số gì đây, số gì đây, số gì đây. Cờ ra bóng máy con máy gì đây, máy gì đây, máy gì đây, máy gì đây. Đến Huế rồi, đến dòng sông Hương. Đường qua Vi đã chờ đông ba người bên. Thầm lặng di đến tâm thiên ngộ. Tao thề. Cái gì vậy em? Trương Tiên. Em hát cái gì vậy? 20 nguyên, nguyên 20. 20 nguyên, 20 nguyên. Đó là bài mới. Còn 20 ra con mấy con mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Chiều hoàng hôn tím cả dòng sông. Đò sang bến mới mà anh xót xa trong lòng. Người anh sang sông quên lời hẹn ước. Có lại mình em mến mong nỗi nhớ. Trên bến sông buồn nhớ thương anh cả hoàng hôn. 34 34 của 34 34 34 Ủa 34 kêu rồi mà. Ủa 34 kêu rồi. Em có bốc lầm không? Không.
không đấy. Dừng lại, dừng lại, bình tĩnh, bình tĩnh. Dạ không, cái này em, dạ em đưa mà em đưa lộn số kêu rồi dạ. Trời má nước 31 quý vị ơi. Trời ơi, chúng em xin cáo lời. Dạ, xin lỗi với bà con cô bác, 34 kêu lời. Trời ơi, dạ. Trời ơi, bây giờ hát không xong mà bóp cũng không được. Bây giờ bóp mà cũng bóp cái số có rồi. Chị lại tụi em chị đổi tóc giả nhiều quá chị quên. Trời ơi, trời ơi, trời là trời. Chị lại khán giả. Dạ rồi, dạ rồi. Dạ xin lỗi quý vị ạ. Mày gì ra? Tới em hả? Mấy gì ra? Một ông sao sáng, hai ông sáng sao. Năm mươi sao, năm mươi sao, năm mươi sao. Năm mươi sao, năm mươi sao. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, con mấy gì ra. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, con mấy gì ra. Mấy gì ra, con mấy gì ra. Họ ơi, con nước lớn chảy xuôi, đưa con thuyền giao nghiêng. Gió đưa gió này về say ăn công, về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng uống nước. Căn con 38, 38, 38, 38 số gì đây, số gì đây, gờ ra con mấy, con mấy gì đây, mấy gì đây. Thiên linh 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 linh, địa linh 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 linh. Ơi lý thầy tôi nhan nhan khói khói thầy đến hừ hừ. Còn cuốn có dòng luôn. Thiên linh linh. Còn mười dinh. Còn mười dinh. Còn mười dinh. Trời ơi. La dê. Còn mười dinh lô. Xin dừng chân. Ủa. Trời ơi anh Quy hay quá. Anh Quy, anh Quy ngồi hàng đầu kinh lên. Vừa kinh một cái là anh lên sân khấu liền. Rồi không còn một giây luôn. Quá tuyệt vời anh Quy ơi. Dạ. Anh Quy ơi. Dạ. Sao anh đã gọi là sao bao nhiêu lần anh coi số lô tô rồi. Dạ. Cảm xúc của anh như thế nào? Hôm nay sao sao hôm nay là chú kinh là có buồn nghe giận em không? Có buồn, vui thôi. Vui thôi hả? Nay trúng mừng không? Mừng. Quá trời quá đất rồi. À, hôm bữa là anh Quy là anh Khương phủ bạc cho anh Quy rồi, không biết nay anh Quy ra tóc lại cho ta. Trời ơi bây giờ trúng thêm một cái hộp phủ bạc nữa với tinh chất thảo mộc nữa về mình tóc mình ra về mình phủ bạc lại nha. Quá tuyệt vời luôn anh ơi. Rồi giờ số cho anh Quy. Dạ rồi. À, con số đầu tiên 19. Có một. 34. Có 2. 40. Có 3. 56. Đầy đủ hợp lệ. Chúc mừng anh Huy ạ. À. Trời ơi anh Huy là coi như là khách hàng thân thiết tại hội quán ngôi sao miệt vườn luôn. Đêm nào cũng tới. Dạ. Đêm giao lưu, đêm lô tô rồi đêm nhạc. Dạ. Đêm nào anh Huy cũng ủng hộ hết. Hôm nay mừng quá anh Huy đã trúng được phần quà. Dạ. Chúc mừng anh Huy. Cảm ơn anh Huy một lần nữa. Trời ơi xuất sắc vô cả nhà. À, đã anh Huy sớm. Này. Hay quá cả nhà mình ơi. Rồi quý bà con cô bác thân mến, dòng loại tiếp theo quý bà con cô bác nào mà chúng ta trúng thưởng thì chúng ta cũng sẽ nhận được một bộ phủ bạc kèm theo đó là một sản phẩm tinh chất thảo mộc để cả nhà mình có thể gọi là chăm sóc răng miệng cũng như là phủ bạc và có thể dành làm quà tặng cho cả gia đình ông bà cô chú mình ở nhà luôn nha. Một chai phủ bạc mình xài được từ 8 tới 10 lần tùy cái độ dài ngắn của tóc, chỉ cần mất 10 phút thôi là cả nhà có thể có được một mái tóc đen bóng mượt. Dạ, quý bà con, cô bác có thể liên hệ để mà đặt hàng sản phẩm phủ bạc hoặc là tinh chất thảo mộc. Dạ, thông qua số điện thoại là 1900 9040 nha cả nhà mình ơi. Dạ, cảm ơn quý bà con, cô bác rất nhiều. Và bây giờ tiếp tục chương trình văn nghệ đêm nay. Xin mời quý bà con, cô bác cùng chào đón sự quay trở lại của chị Thu Hiền. Đây, chị Thu Hiền quay trở lại rồi đây. Rồi, bây giờ chị Thu Hiền sẽ gửi đến quý bà con, cô bác ca khúc gì nè? Dạ, Thu Hiền xin gửi đến quý bà con, cô bác ca khúc được mang tên Cứ Ngỡ Tình Phôi Phai, một sáng tác của nhạc sĩ Cao Nhật Minh ạ. Dạ, xin mời quý bà con cô bác cùng thưởng thức. C. Rằng chia tay không bao giờ gặp lại, nào ngờ hôm nay trên phố vắng mưa bay, tình cờ gặp anh nước mắt em tuôn trào, trong giây phút nghẹn ngào nhìn nhau mà không nói thành câu. Cứ ngỡ tình vội pha mùa hạ rồi, nào ngờ bên anh
Con cô bác thấy chưa, đâu phải chỉ có mình chị tím đâu, em cũng tím vậy. Cảm ơn trời quý ơi, chú rất nhiều. Trời ơi, sao mà làm lợi em được đó, một màu áo mà hai số phận như quý bà con cô bác. Dạ, chị Hiền một trời, còn em một vực. Dạ không sao hết, tinh thần chặt chém cho không, chị bằng chị bằng em. Dạ cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Dạ anh Khương đứng rồi, để tém tém lại bớt nha, tụi tém tém lại nha, anh Khương đang ngồi nha mấy bạn ơi. Dạ tém lại. Dạ cả nhà mình ơi, cả nhà mình có vé hết chưa ạ? Dạ rồi, ai chưa có vé vô nhẹ cánh tay lên, em thấy có bàn mới vô. Dạ anh chị mới vô, mình có vé chưa? Rồi, dạ anh chị mới vô chưa có vé. Rồi chiền vé xuống cho mấy anh chị liền luôn. Dạ vé, dạ ba người mà bàn mình ba người ba vé. Rồi, cậu Tư ơi chiền xuống cho em ba vé nha. Rồi cả nhà mình ai mới vô mình chưa có vé, mình cứ
ngồi tại chỗ mình giơ cánh tay lên. Dạ, hồi nãy thì có một anh khán giả cũng lên hỏi em là tại anh chưa có rành chơi lô tô. Dạ, thì Cẩm Tú Cầu xin được nhắc lại cái thể lệ nha quý bà con cô bác. Dạ, trên tờ vé của mình sẽ là những con số ngẫu nhiên từ 1 tới 60. Dạ, quý bà con cô bác khi mà nghe tụi em hô ra số nào, quý bà con cô bác gạch vô số đó. Chỉ cần mình là người đầu tiên đủ hàng ngang 4 số, dạ hàng nào cũng được. Chỉ còn hàng ngang 4 số thôi là quý bà con cô bác kinh và chúng ta trúng thưởng. Dạ, chúng ta đừng dò hàng dọc, chúng ta cũng đừng dò hết. Mình dò có số nào mình đánh vô số đó, miễn sao hàng ngang của mình. Dạ, cái hàng ngang đủ 4 số là mình trúng quà nha quý bà con cô bác. Dạ, mình là người đầu tiên thì mình sẽ trúng quà. Trường hợp kinh trùng thì tụi em sẽ mời quý bà con cô bác quay lòng cầu. Ai số lớn hơn thì mình nhận về cái phần quà của cái dòng đó. Còn ai nhỏ hơn thì mình nhận chuối sấy đồng tiền vàng quý bà con cô bác nha. Rồi bây giờ quý bà con cô bác đã có những tấm lá vé trên tay rồi. Chúc tất cả quý bà con cô bác may mắn. Và vòng này chúng ta vẫn là tặng phẩm bộ phủ bạc hai ông xuôi và tinh chất thảo mộc. Dạ, chúc quý bà con cô bác may mắn trúng về giải thưởng trị giá 488.000 đồng nha. Dạ rồi bây giờ cả nhà hãy sẵn sàng tấm lá vé trên tay và bắt đầu do số vé. Đây con số gì, đây con số gì, đây cờ xa con máy xếp. Đây con số gì, đây con số gì, đây con số gì xa. Đây con số gì, đây con số gì, đây cờ xa con máy. Đây con số gì, đây con số gì, đây con máy gì xa. Máy gì ra, máy gì ra, máy gì ra, máy gì ra. Bây giờ cho xanh dương châu cao cổ hoài cao. Con mười sao, con mười sao mấy gì ra, con mấy gì ra, mấy gì ra đây, mấy gì ra đây, mấy gì ra, mấy gì ra. Lâu 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 người ta mới nhậu một lần. Lâu 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 người ta mới nhậu một lần. Nhậu một lần cho tới luôn nha. Nhậu một lần ta nhậu lại ra. Con 32, 32, 32, 32. Con 32, 32, 32. Sao ra con mấy, con mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Nhắn ai đi về, ai đi về, mình đứng phương nào. Còn 4, 10, 8. Ôi ơi, 4, 10, 8. 4, 10, 8. 4, 10, 8 số gì đây, số gì đây, số gì đây. Nhắc lại chuyện cái ao, lòng em bỗng thấy nao nao. Cái ao khổ công em đào đào đêm mà đào à ngày em cũng ráng cho mau. Con cá quẩy đuôi, cá ơi cá nghĩa bao ngày em đào ao. Còn số sao, còn số sao, còn số sao, còn số sao thì còn số sao. Con mấy gì đây, mấy gì đây, con mấy gì đây, mấy gì đây. Con năm gì đây, năm gì đây, con năm gì đây, năm gì đây. Rồi, tới nữa. Anh Quy. Trời ơi. Đã đời luôn. Anh Quy ơi, anh Quy, xin hãy hôn em một lần. Trời ơi, hôn liền anh Quy ơi. Hôn liền anh Quy ơi. Hôn liền. Vì mai đã xa nhau thật rồi. Trời, chấn động thiệt. Em biết khi tan bóng đêm, rồi anh bất lực luôn rồi kìa. Bình minh rồi sẽ mang anh thật xa. Giống năm mười ba vô, năm mười ba của năm mười ba, năm mười ba C. Anh Quy, anh có hôn em không anh Quy? Không hả, từ chối em luôn. Dạ con mấy anh Quy quá anh. Còn số gì đây, còn số gì đây, còn số gì xa. 53 quý bà con cô bác ơi, 53. Dạ con mấy. Con số gì đây, con số gì đây, nguyện số nguyện 60. Còn sau 10, còn sau 10, còn sau 10. Còn sau 10, con 60, con 60. Còn sau 10, con 60, con 60. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Còn mấy gì ra.
như Phi Phi. Nếu có lần em trời ơi quá trời cộng gân cổ rồi. Trời ơi. Không gân cổ quá trời quá đất rồi. Gõ. Đó, đó. Này đập trời cửa chứ gõ cái gì? Này mắc cái mắc cái trái cổ để chị khạc ra cái. Ôi trời, trời ơi. Chị ơi. Thấy ghê quá. Hát tới đâu rồi? Gõ cửa, gõ cửa. À, cửa. Gõ cửa ghé thơm 25. Trời ơi. 25 mà ngắn gọn như vậy trời. 25 số gì đây, cờ ra con mấy mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì rồi tới đây. Cô Thạch Xuyên ơi, cô Thạch Xuyên ơi, nợ công trót dai xin trọn đời cất giờ. Dù nặng nợ yêu thương hay lạnh lùng xa lạ, xin hãy giữ cho tôi những dòng máu tinh khôi nguyên vẹn ở trong người. Còn 40, còn 40. Còn 40 đặt vô quý bà con cô bác ơi, còn 40. Còn 40 là con mấy con mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Buồn làm chi em ơi, đã xanh rồi cũng phải mà. Bốn mười sao mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Quay vậy. Quay vậy. Không, cứ tiếp tục đi anh. Ta mới kêu, ta kêu quay vậy. Nào, tới tôi nè. Ừ. Từ từ. Dạ, bình tĩnh. Anh Trung nóng máu rồi. Vô lẹ đi. Gió đâu đơn lạnh mua cả tâm hồn dần hồng sang soi làm rạng dơ tâm hồn đài. Ai ơi anh nà nói tình chúc lương ngàn năm nắng mưa phai nhòa không phai được ngàn năm con 45 là tấm vé cờ. Lên em nói mà. Để em đi hát lát nữa em về tự nhiên ẵm con qua đây chi vậy. Trời ơi con ở đây với mẹ ẵm miếng nào. Mẹ. Con ở đây mẹ ẵm miếng nào với mẹ cho bú. Trời ơi. Nó cười tươi quá trời kìa. Tại mẹ ẵm thiếu đi rồi, mẹ kêu ở nhà với ba đi không chịu đâu, tự nhiên cái đi qua đây chi không biết nè. Ôi nhỏ lắc đầu khí thế rồi chị. Sao con từ chối mẹ vậy con? Đau đớn quá con em mà nó thấy em nó sợ quá quý bà con. Dạ rồi cho em dò số. Thôi dò lẹ đi để con em khóc á. Dạ rồi. Con số 6. Có 1. 25. Có 2. 45. Có 3. Và 60. Hợp lệ quá đi. Hợp lệ quá đi nữa. Rồi trao quà chúc mừng. Rồi chúc mừng ông xã với anh trai nghe. Gia đình em đó quý bà con cô bác ơi. Dạ nhận được bộ sản phẩm là phủ bạc hai ông xuôi và tinh chất thảo mộc. Đó trị giá là 488.000 đồng. Quý bà con cô bác mà mua tinh chất thảo mộc hoặc là phủ bạc hay không xui, quý bà con cô bác có thể liên hệ với số tổng đài 1900 9040 nha quý bà con cô bác. Dạ chúc mừng anh. Và dòng loại tiếp theo thì quý bà con cô bác nào mà chúng ta may mắn trúng thưởng, chúng ta sẽ nhận về cho mình một voucher may đầm trung niên. Dạ may 3 chiếc đầm với mức giá là từ 1 triệu. Dạ từ 1 triệu trở xuống. Dạ 3 chiếc đầm như quý bà con cô bác. Dạ quý bà con cô bác nào mà trúng dòng loại này thì mình sẽ di chuyển qua bên cánh gà để tụi em ghi lại số điện thoại của mình và bên xưởng may Phúc Lộc
Dạ sẽ liên hệ với mình để đặt đo may cho mình một cái ba chiếc đầm nó vừa kích cỡ với mình để mình mặc thật là đẹp nha quý bà con cô bác ơi. Dạ chúc tất cả các chị em phụ nữ dòng này chúng ta may mắn trúng quà nha. Rồi bây giờ quay trở lại chương trình văn nghệ tối đêm nay với tiếng hát của nữ trầm Cẩm Xà Cừ. Xin mời quý bà con cô bác cùng thưởng thức qua tiết mục. Dạ mời quý bà con cô bác đi theo em về quê Trà Vinh. Trời ơi, em lộn quá em ơi. Rồi cho chị hỏi. Bé này là em có xương sống không mà sao em dặn dẹo kiểu nào cũng được hay quá vậy cưng. Trời ơi quá trời quá đất rồi. Em là xích khâu mã hầu đó. Thấy quay quá xích khâu mã hầu luôn hả? Em tưởng chị tưởng em là công chúa Dạ Vinh. Trời ơi đa dạng quá ha, đa trời dạng linh hoạt quá em ơi, quá tuyệt vời. Dạ cả nhà dành một tràng pháo tay cho Cẩm Xà Cừ được không ạ? Dạ cảm ơn quý bà con cô bác rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục dòng loại này. Thưa quý bà con cô bác, dòng loại này chúng ta sẽ trúng về cho mình một voucher trị giá 1 triệu đồng cho ba chiếc đầm đến từ nhà may Phúc Lộc nha quý bà con cô bác. Rồi bây giờ quý bà con cô bác đã sẵn sàng tấm lá vé trên tay, ai chưa có vé mình cứ ngồi nhẹ dơ nhẹ cánh tay lên quý bà con cô bác ơi. Dạ có ai chưa có vé không ạ? Dạ rồi đầy đủ rồi, chúc quý bà con cô bác may mắn. Và bây giờ xin mời hướng mắt về sân khấu và bắt đầu. Đây con số gì, đây con số gì, đây con số gì ra? Đây con số gì, đây con số gì, đây cờ ra con mấy? Đây con số gì, đây con số gì, đây con mấy gì ra? Mấy gì ra vô, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra? Bài giải đố chiều lùng cung đang đàng hai bố dầm sơn trang. Tính có hay mắng chung mắng giang hào quang sáng tỏ lưng trời, một màu son sáng bố tươi xương già. Trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa ai. Còn hai mươi hai, còn hai mươi hai, còn hai mươi hai, còn 22, 22, còn 22, 22, sẽ ra con mấy con số gì đây, số gì đây? Quê mình giờ đây, con sông xưa thuyền ngõ tôi con mười bảy số gì đây, số gì đây? Con đâu đây tiếng gió ngựa phi mà ngỡ con tàu vỗ sóng bờ xa, nỉ non sao tiếng nhạc kêu chiều, thuyền xưa vô phương nham phiêu bạc theo thủy triều, dẫu trải qua bao hầm giông tố, qua bao cuộc đổi thay, mãi dẫn cho đời bài tình ca đất phương Nam. 48 con bé nó phi mà phi nước ngựa mà nó bay lên trời không à. Trời ơi. Mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra con mấy gì ra. Chìm tung bay hóa trang trong bình minh, chân cô đơn áo phong sương hành trình. Từ Long An mong hoa mỹ thoa xuống về ngõ tân tiền giang núi ngà như một tấm thảm lúa vàng. Quýt cái bè nổi tiếng ngọt ngay. 47 mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra vô. Đừng bỏ em một mình, đừng bỏ em một mình. Thấy ghê quá. Quá trời quá trên đường bỏ em một mình. 59 ra con mấy còn mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Ghé bên kinh kiều qua cầu Cần Thơ, nói vui đôi bờ sông Hồ Giang, sông trăng đón chờ nghe lời sao. Cô nàng mang bánh thơm mua giùm em cánh bia Vũng Thơ. Từ chối thành sao lời nào chân thật, chối đành sao vì ngọt đất quê mình. 49 còn mấy gì đây, mấy gì đây, cái mấy gì đây, mấy gì đây, con hai gì đây, hai gì đây, hai gì đây, hai gì nhảy nhảy đi tăng ta răng tăng đừng có đi vô đi ra nhảy đàng hoàng tăng ta răng
Chị ơi, chưa đủ mệt hả chị? Ta phải dùng cái tụi em vừa chạy điền kinh 2.500m. 23 số gì đây? Cờ ra con mấy, còn mấy gì đây, mấy gì đây? Mưa trên những luống rau xanh lè, mưa trên những khóm hoa điện xì, ruộng đồng mình càng thêm tươi tốt. Còn 41 41 mấy gì ra, mấy gì ra đây, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Cha ơi hỡi yêu ơi, còn mãi gì nhám nhám đầu tranh hùng chốn biên thùy. Cắm một ngày chúc quân binh thật nói câu thầm tình. Ta thề nguyện không tha cho phường dông ôm. Gì nữa? Linh đầu đinh! Thả cái gì? Quay! Đời chốn A1 24 mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Ngoài môn cò đã lên xây, đã tròn 3 năm tạm chế. Lấy anh em đi lấy chồng. Bập bầm bùng bầm bùng bùng bà la, miền em khấn chứ tay em vai và đầu em vui chứ môi em thôi trước cái khung hình anh á. Thì xui chui kế bên nhang khói và đàn đê phanh với trái tim khua rồi khiến trái tim em bùng nhồm. Con mười bốn mấy gì đây? Thương con thao thức bao đêm trường, con đã yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày lặng lối gieo neo nuôi con tới ngày lớn khôn. Còn số bốn là ghe cờ hình xích lô xin dừng chân. Thàn Dạ mời. Rồi mời chị gái ạ. Rồi quý bà con cô bác có ai kinh nữa không ạ? Ủa kinh luôn hả chị? Trời ơi nhà tài trợ Diamond Bonster của em. Diamond Bonster. Trời ơi, nó bằng áp 3 đẹp. Trời ơi, mặt trùng màu luôn nè đó. Trời ơi, quá trời quá đất rồi. Dạ, em ơi, chị vô đây. Mẫu, người cùng rồi, màu. Rồi, cái này là vé của chị. Dạ, một hiểu luôn. Dạ. Rồi, đây là cho mượn vé luôn nha. Dạ rồi, em cảm ơn chị nha. Rồi, quá tuyệt vời chị. Dạ rồi, chị thì quá thân thiết rồi. Lát nữa em phỏng vấn sao rồi. Em, chị tên gì ạ? Dạ, tên Duyên. Dạ, em chưa có thấy chị kinh lần nào hết. Không biết là chị, đây là lần thứ mấy chị đến hội quán ngôi sao miệt vườn rồi? Ba lần rồi. Là chị xem nhạc hay là xem lô tô? Lô tô. Xem lô tô, trời ơi quá tuyệt vời luôn. Cảm ơn chị đã yêu thương chương trình. Dạ, vui rồi. Không chị? Dạ vui. Quá trời vui ha. Dạ rồi, chị thấy em đẹp không? Dạ đẹp. Đó, dạ rồi, số đầu cô tiên. Cô bác nào lên em cũng hỏi câu đó hết trơn á. Chứ bình thường là không ai tự khen đẹp hết. Mà kinh trùng không có vui. Ủa kinh trùng không có vui hả? Không sao hết. Kinh trùng mà dù cho mình có... À, số lớn hay số nhỏ thì mình vẫn nhận quà, yên tâm. Dạ rồi, bây giờ em xin dò số cho chị Banana sấy đồng tiền. Dạ rồi, số 4 có 1, 23 có 2, 47 có 3, 59 dạ có 4, rồi, đầy đủ. Dạ rồi, dạ, chị áo jean. Dạ, số 4 có 1, 17 chu, 22 chuy, 59 thò. Dạ rồi, dạ, chúc mừng hai chị. Dạ, hai chị kinh trùng cho nên là mình vô, mình quay lòng cầu. Dạ, dạ chị nói gì cho nói là thương lượng gì không? Thương lượng. Rồi thôi bây giờ coi như quà may mắn ngẫu nhiên nên mình cứ quay số lòng cầu ha. Dạ rồi, à, mời chị mỗi người một số. Dạ. Rồi.
Rồi bây giờ ai mà kinh ai mà số lớn hơn thì mình nhận về cho mình một cái voucher may đầm, dạ trị giá 1 triệu đồng may 3 chiếc đầm từ nhà may Phúc Lộc. Dạ, dạ, còn ai mà số nhỏ hơn thì mình trúng chuối sấy đồng tiền vàng. Đó. Dạ, rồi xong rồi, thôi thôi chị rồi. Hiểu luôn. Vậy số nhiêu? Số cuối cùng luôn rồi. Trời đất ơi. 60 luôn rồi. 60. Trời ơi. Chị chuối sấy đồng tiền. Chị ơi. Dạ. Trời ơi. Nhà tài trợ chuối sấy đồng tiền sẽ trúng chuối sấy đồng tiền. Bây giờ em mời một khán giả nào lên đây em sẽ gửi tặng món quà này với điều kiện là thuộc số điện thoại của em. Ai? Trời ơi, hay quá. Hồi nãy giờ em đọc quá trời quá đất, quý bà con cô bác có nhớ không ạ? Dạ. Dạ thôi bây giờ mình làm. Mình nhớ số cuối thôi cũng được. Dạ. Dạ. Số cuối thôi, bây giờ là số cuối của chị cũng ba gọi là cũng rất là dễ nhớ quý bà con cô bác. Dạ bây giờ dạ, có ba số ai nhớ à, có ai dạ, nhớ số điện thoại không ạ? Trời ơi, mời chị. Dạ mời chị. Rồi trước tiên em trao phần quà. Dạ thôi để em đi xuống. Dạ rồi. Em chúc mừng chị một lần nữa, chị sẽ nhận một cái voucher 1 triệu đồng để may đầm nha, may đầm từ nhà may Phúc Lộc. Dạ chị qua bên cánh gà để mình lấy số điện thoại và bên nhà may sẽ liên hệ và may đầm cho chị ha. Dạ. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều và tặng kèm thêm cho chị một dạ, từ xíu. Dạ rồi, mời chị đọc số ạ. 09093 đuôi. Đúng không anh? Đọc lại chị. 09093 đuôi. Rồi đúng rồi, 909093. Dạ. Dạ rồi quý bà con cô bác thân mến, dạ cảm ơn hai nhãn hàng tài trợ chị. Dạ nhà may Phúc Lộc và chuối sấy đồng tiền vàng. Dạ đó trời ơi. Chị nhà tài trợ trúng sản phẩm của mình luôn, quá trời quá đất. Dạ cảm ơn chị. Dạ quý bà con cô bác mà chúng ta muốn may đầm hoặc là chúng ta có đặt trang phục số lượng lớn thì quý bà con cô bác cũng có thể liên hệ vào tới nhà may Phúc Lộc. Dạ 0968234649. Dạ và quý bà con cô bác mà yêu thích sản phẩm chuối sấy đồng tiền vàng thì cả nhà liên hệ số điện thoại là 0786909093. Dạ em cảm ơn chị một lần nữa. Dạ cảm ơn những quý bà con cô bác vừa tham gia dòng loại vừa rồi. Quý bà con cô bác nào mà chúng ta chưa trúng quà thì chúng ta đừng vội buồn, bởi vì vẫn còn 3 vòng loại và càng về sau thì giải thưởng càng hấp dẫn. Dòng loại tiếp theo vẫn là voucher 1 triệu đồng để chúng ta may 3 chiếc đầm từ nhà may Phúc Lộc. Dạ cảm ơn quý bà con cô bác rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thưởng thức chương trình văn nghệ tối đêm nay. Dạ em xin mời quay trở lại sân khấu chị Thu Hiền. Dạ rồi cả nhà mình ơi, cả nhà mình cứ tiếp tục dò số lô tô nha, càng về sau thì phần quà càng hấp dẫn. Dạ rồi chị Hiền sẽ tiếp tục gửi đến quý bà con cô bác ca khúc gì ạ? Dạ ca khúc tiếp theo là cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Cao Nhật Minh, bài hát được mang tên Đôi Ta Có Duyên Mà Không Nợ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ạ. À
vợ nhau chi người con gái đi theo chồng, như gương vợ tan rồi đâu thế lành lại mà sâu lắng của chị Thu Hiền. Dạ, và tiếng hát sâu lắng vừa rồi cũng đã đưa chúng ta đến với dòng loại tiếp theo. Dạ, dòng loại này quý bà con cô bác nào may mắn trúng thưởng thì chúng ta sẽ nhận về cho mình một voucher đầm đến từ nhà may Phúc Lộc nha quý bà con cô bác ơi. Dạ, quý bà con cô bác nào mà trúng dòng này, dạ thì tụi em sẽ tặng cho mình một phần chuối sấy tượng trưng. Sau đó thì quý bà con cô bác qua bên cánh gà để chúng ta lấy số điện thoại và nhà may Phúc Lộc sẽ liên hệ để đo may đầm cho chúng ta nha. Ba chiếc đầm rất là đẹp luôn. Dạ rồi, quý bà con cô bác có vé hết chưa ạ? Dạ, ai chưa có vé mình nhẹ nhàng giơ cánh tay lên giúp em ạ. Dạ rồi, không có cánh tay nào hết. Dạ, quý bà con cô bác đã có vé hết rồi. Và bây giờ không làm mất thời gian của quý bà con cô bác nữa. Xin mời cả nhà cùng hướng mắt về sân khấu và bắt đầu giờ số. Đây con số gì? Đây con số gì? Đây cờ ra con máy. Đây con số gì? Đây con số gì? Đây con số gì ra? Đây con số gì? Đây con số gì? Đây cờ ra con máy. Đây con số gì? Đây con số gì? Đây con máy gì ra? Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Kể từ lúc cung son lên đèn, tham bước theo hào trinh. Mới hay thì ra con bạch diễm sương, hai đứa trong đêm khuya ứ ừ. Wow. Con 34, con 34, con 34, con 34. Con 34, 34, 34, ra con mấy, con mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì. Nghe nói
chưa tròn câu, chiếc quái trầu trên tay dừng lại. Nhìn vào đôi mắt em mẹ sung sướng tươi cười. Con số 10, con số 10, con số 10, con số 10, con số 10. Mấy gì xa, 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 cũng mấy gì xa, mấy gì xa, mấy gì xa, mấy gì xa. Chim rừng liễu lo cánh thơ mộng hoa, đôi lời thăng hoa đến môi a hà trường. Mắt nhìn hai loài khó mộng á chim quang lồ, xin người chỉ dùm dùm cho con mười hai. Số gì đây, số gì đây, cờ ra con mấy, còn mấy gì đây, mấy gì đây. Xuân xuân ơi xuân đã về, yeah. Có nước nào vừa ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về, yeah. Máu mắt em đã mấy dài dùi bộ lư. Năm mười tư, mấy gì đây, mấy gì đây, cờ ra mấy gì đây, mấy gì đây, có ba gì đây, ba gì đây. Trên trời có triệu gì sao, viết thành năm chữ gì sao yêu người. Còn ba mươi, còn ba chục, vô. Còn ba mươi, mấy gì ra. Thuyền ai trôi em trên sông vắng, nghe cây đắng bập bùng từng dòng theo anh của ta. Người ơi sao đi xa mãi, mà sao đi không dừng lại để người chờ như hoa. Ba mươi hai. Số ra con mấy, còn mấy gì đây. Cho nhắn gửi bác liệu mấy nơi sông có là tình con đôi dời. Dù đi xa trăm hương, ai người có đôi hoài thương. Bác liệu thương quá hình bóng quê nhà. Còn số ba, cờ ra con mấy, còn mấy gì đây, còn năm gì đây. Hỡi cô lại đò, sao đành lòng quên, bỏ sông bỏ đò, bỏ người tình xưa, nước đi theo chồng, để dòng sông ngạo nghệ lắm rồi, để rồi em về bán rau răm. Còn năm mười lăm, mấy gì ra, thiên cung đại não diêm dương hết hồn mấy phen, diêm dương hết hồn hết vía, phải dân một tình. Ba mươi chín, mấy gì ra. Em mời ăn anh trai để to lòng bác ái từ bi, em mời ăn anh trai để cho lòng như ái từ bi. Em mời ăn món gì, nào là rau là bì, còn em thì em cho anh uống nước cam. Còn số tám, ra con mấy, còn mấy gì đây. Ăn chay nha. Mấy gì đây. Bánh in. Con 19. Trời ơi. Con 19. Đúng là chị. Con 19 số gì đây. Đi trên rừng vui trên vai nắng chiều, đàn ta lưu em có tiếng ca vui cùng anh là mừng sáng trần quê em. Từ trên đỉnh núi cao cho tôi tới bắt nhịp nhạc vàng lời em ca, theo điệu múa vàng theo tiếng đàn ta lưu. Tinh tinh. Còn 29 là dè cờ hình xích lô xích dần dần. Ủa chị, bạn học chị nữa kìa.
kia, bạn học của chị nữa kìa. Ồ tính. Trời ơi. Ở tính trúng thưởng qua giờ tính tính. Rồi đây để bạn này dò cho tính nha. Tính ơi, dù gì mình cũng là bạn chung lớp với nhau á, bây giờ tính trúng cái này tính có chia cho mình không? Trời ơi, nó vừa luôn. Ủa sao kỳ vậy trời ơi, bạn chung lớp mà kỳ quá vậy. Bây giờ chặn là trúng này là trúng đầm, tính đâu có bận đầm đâu đúng không? Bây giờ tính nhường mình đi, mình bận đầm mà. Không cho mẹ. Đó. Không cho mẹ luôn rồi, quá trời rồi, tính thật là dễ thương và hiếu thảo. Rồi chúc mừng tính cũng như là mẹ tính, rồi dò số cho tính đi. Dạ rồi, số 3 có 1, 29 có 2, 39 39 có 3, vô 54, 54 có 4, hợp lệ. Rồi chúc mừng tính, rồi tính nhớ số điện thoại của mẹ không? Nhớ. Tưởng không nhớ, lấy số điện thoại của mình đỡ đi. Rồi, rồi bây giờ tính vô cánh gà, tính gặp cái anh đẹp trai tên Phước Hưng, tính cho số điện thoại xong rồi, quên tặng tính thêm một phần chuối sấy đồng tiền vàng nữa. Rồi đây là phần quà tượng trưng nha, cái này là cho tính. Rồi tính vô trong kìa, đã tính lại cho bạn để cho số điện thoại. Ủa chị nhai gì trong nghiện chị? Không, tính nghe xong tính bỏ, tính chạy luôn rồi tính rồi. Nói vậy cho nó dễ thương à? Không, chị thấy ghê quá. Ủa không dễ thương hả? Dễ thương thôi. Dạ cả nhà mình ơi, dạ dòng loại tiếp theo giải thưởng đã có thay đổi nha quý bà con cô bác mình. Quý bà con cô bác nào mà trúng thưởng dòng loại tiếp theo, mình sẽ nhận về cho mình một bộ sản phẩm trị giá là 1.240.000 đồng đến từ thương hiệu mỹ phẩm 4D, dạ dược mỹ phẩm 4D Denacare nha quý bà con cô bác. Rồi và bây giờ trước khi mà chúng ta đến dòng loại tiếp theo thì xin mời quý bà con cô bác cùng quay trở lại với chương trình văn nghệ với tiếng hát mới. Dạ mong được quý bà con cô bác yêu thương nhiều hơn, tiếng hát của bạn Vũ Linh. Dạ bài hát tiếp theo con xin gửi đến cô chú anh chị một bài hát mang tên Sóc Sà Bay Sóc Trăng. Hồi nãy đi Cà Mau rồi giờ đi Sóc Trăng. Trời ơi. Hay quá, vũ đoàn tuyệt vời quá. Không ai giống ai hết. Khó khăn rồi, cảm ơn tiểu đoàn của em Vũ Linh rất là nhiều. Dạ bạn mới xuất hiện nên là còn quý bà con cô bác yêu thương và cổ vũ nhiều hơn nữa nha. Đã nãy giờ là Vũ Linh cũng đã bắt đầu quen nhịp và hòa nhập với tụi em rồi, quá tuyệt vời Vũ Linh ơi. Dạ Vũ Linh, em tiết lộ một thông tin là Vũ Linh là bạn học chung lớp với em. À vậy đó. Dạ hả? Đúng rồi. Ôi, sao bạn dễ thương quá mà còn em. À, chị. Em, không, chị em có chuyện với chị mấy chục suốt rồi chị phải binh em. Không, ý chị nói là em dễ thương y chang vậy á. Cho nên là bạn còn rất là nhỏ, nhỏ hơn em nữa. Cho nên là bạn có sơ sót gì, nói gì không hay, mọi người bỏ qua cho bạn nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Quá tuyệt vời rồi đó, tình bạn thấm thiết. Dạ, cảm ơn quý bà con cô bác rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tiến đến dòng loại tiếp theo. Dạ, dòng này quý bà con cô bác nào trúng thưởng, chúng ta nhận về cho mình một bộ mỹ phẩm đến từ dược mỹ phẩm 4D Denacare trị giá 1.240.000 đồng. Chúc tất cả quý bà con hả? Dạ rồi, cả nhà mình có vé hết chưa ạ? Dạ chưa có vé. Dạ rồi, từ từ cả nhà mình cứ ngồi yên tại chỗ nha. Các bạn sẽ phát vé trao tay đến tất cả quý bà con cô bé. Ồ lộn, cô bác. Cô bé nha. Hôm nay là phát hiện một điều là chị là nói lẹo lử từ nãy. Từ nãy tới giờ, từ đầu tới cuối giờ lẹo lử không? Không có đâu, chị nói rồi, tại vì đội tóc giả nhiều quá, cái chị bị quên, chị bị mất trí nhớ. Tóc giả chứ phải tiêm vaccine đâu mà bà quên, bà nụ. Ủa vậy hả? Dạ rồi, quý bà con cô bác thân mến, bên cạnh những chương trình lô tô được diễn ra vào thứ tư và chủ nhật thì quý bà con cô bác cũng đừng quên dạ chương trình âm nhạc tối thứ bảy. Dạ tối thứ bảy thì quý bà con cô bác đến với hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn sẽ được phục vụ qua các tiếng hát đó, bước ra từ chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn và các nghệ sĩ. Dạ thứ bảy tuần này cũng vậy nha quý bà con cô bác. Dạ cả nhà mình nhớ yêu thương ủng hộ và cũng đừng quên lịch phát sóng của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn. Dạ vào lúc 19 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa Channel. Qua những cuộc thi thì quý bà con cô bác cũng thấy là có rất là nhiều những tiếng hát của quý bà con cô bác, mặc dù là các ông bà cô chú và các anh chị không có chuyên nghiệp và không có đi hát thường, nhưng mà bằng niềm đam mê âm nhạc đến với cuộc thi và cũng mang đến rất là nhiều những cảm xúc thông qua những bài hát của mình. Hy vọng là quý bà con cô bác cũng sẽ ủng hộ chương trình thật là nhiều để có nhiều tiếng hát gọi là vang xa và được nhiều quý bà con cô bác mến mộ, cũng như là phục vụ món ăn tinh thần cho tất cả quý bà con cô bác. Dạ. Và cả nhà còn thêm một cái lịch nữa, đó chính là lịch của bộ phim Sầu Riêng, bộ phim đầu tay của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. Dạ được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên kênh nghệ sĩ Ngọc Huyền Official. Dạ rất mong là quý bà con cô bác cũng sẽ yêu thương và ủng hộ để chúng ta có thêm những cái món ăn tinh thần và những sản phẩm âm nhạc này, những sản phẩm phim ảnh. Dạ
Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Rồi bây giờ cả nhà mình ai chưa có vé, cả nhà cứ ngồi tại chỗ nha. Tụi em sẽ trao vé đến tận tay quý bà con cô bác. Dạ rồi, bây giờ bé đang phát vé ở dưới. Có ai chưa có vé mình giơ tay lên giúp em được không ạ? Dạ có ai chưa có vé không ạ? Ok rồi, đầy đủ rồi. Dạ rồi, bây giờ nếu mà đã có vé hết rồi thì Cẩm Tú Cầu không làm mất thời gian của quý bà con cô bác nữa. Xin mời quý bà con cô bác cùng hướng mắt về sân khấu và bắt đầu. Do số đây con số gì đây, con số gì đây, gọi ra con máy đây, con số gì đây, con số gì đây, con số gì ra đây, con số gì đây, con số gì đây, gọi ra con máy đây, con số gì đây, con số gì đây, con máy gì ra máy gì ra máy gì ra pháo qua pháo xe qua xe chốt qua chốt duyên qua duyên đời dương thí hiệu như con dấu còn năm 11 năm mười một ra con mấy, con mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, con cò mà cò bay lả lả bay lả, bay từ là từ cửa bu, bay ra là ra cánh đồng, tình tình ta là đang tình tình, con 39 39 39 39 39 39 mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Anh Khương. Trời gì vậy, gan bà gan ghê vậy. Trời đúng rồi. Rồi, anh tối ngồi dưới rồi nói anh, gì nói đi. Bà gan ghê. Ủa trời ơi. Anh Khương. Tối rồi đó anh. Tối rồi đó anh. Màn đêm đang buông xuống giữa yêu thương tình ta, lòng em đang đau hơn vì thời gian vội vã, chạm tay vào nỗi nhớ lắng nghe hồn tan vương tái lên, lắng nghe đời buồn tiếng thở, tình em như con sóng sóng mênh mông ngàn khơi, ngờ đâu trời làm sóng để thuyền yêu mệt mỏi, chạm tay vào nỗi nhớ dấu cho tình tan vỡ, dấu bị trừ lương, dấu cho đời buông tiếng yêu thầm. Yêu một chiếc con mười lăm bị trừ lương chắc rồi em ơi. Còn bông mừng em. Con mười lăm mấy gì ra, mấy không gì ra, mấy thấy gì cảnh ra này. Mấy gì rồi, tới ra nữa nữa để tôi tìm người. Anh Khương kìa. Thôi xà vô anh Khương nữa, một đứa bị trừ được rồi à. Đã có một nhân sự bị trừ lương rồi. Ủa, tiếp tục không biết gì hết nữa. Để em tìm à. Ủa ai vậy, em làm sao mà hồi trừ lương cả đám á. không được. Nhớ khi xưa là nhau chung một đường, kẻ trước người sau, là nàng đi theo nàng hát vu vơ ấy câu nhạc tình, nàng lặng như vô hình, gái đón tràn dễ đâu làm quen, lối đi qua nhà em nghe nồng nàn mùi xa lý thân thương, kim sang đơm đơm đông lửa, giờ nàng đã phù trường đi lang thang khuya lắc khuya lơ, đèn nhà ai tắt sớm mang suy tư thâu thức đêm mơ, sao nàng chẳng bên viết lá thơ, hai hôm sau mới dám đưa thơ, nàng nhận như làm tin, con mười chín còn bốn gì đây cờ ra con mấy, còn mấy gì đây, em đi trên cỏ non một ôm đôi bờ đường đê, em che nghiêng nón lá chân rụt rè qua nhịp cầu hồ tre, quê hương em ở ngoài thành sớm nhà tranh, em đi qua mấy sông vượt mấy đèo, dẫu trèo lên đỉnh cao mấy núi cũng lặng lội về thăm. Bốn mười lăm số ra con mấy, còn mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, số ra con mấy gì đây. Yo muối ơi thấm vào thịt da, lưng cha mặn đắng
trọn đời. Môi nuôi kiếp người mộng manh, bao năm gồng gánh để con nên người. Còn 40, còn 40, còn 40, còn 40, 40, còn 40, còn 40 đây mấy gì ra đây mấy gì ra mấy gì ra con mấy gì ra mấy gì ra con mấy gì ra 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 mấy gì ra. Lần cuối gặp nhau là sẽ nói thương mãi như anh lang yêu anh chân thành yêu riêng không thành. Vì bởi lan cắt tóc vô chốn tiệm môn con 54, 54, con 54, 54. 54, 54 mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra. Tấp bê này là xinh đẹp. Tấp bê là xinh đẹp. Tấp bê này là xinh quá. Tấp bê này là xinh quá. Tấp bê này là tóc bà. Tấp bê này là tóc bà. Tấp bê chào mì ao. Còn xô sao, còn xô sao, còn xô sao. Còn số sao số gì đây, số gì đây, cờ ra con mấy, còn mấy gì đây. Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình. Còn số 9, còn số 9, còn số 9. Số gì đây, còn số 9, số gì đây, số gì đây. Số ra con mấy, còn mấy gì đây, mấy gì đây. Mấy gì đây, con mấy gì ra, mấy gì ra, con mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, con mấy gì ra, mấy gì ra, con mấy gì ra. Cha ơi hỡi yêu ơn còn mãi gì dám dám đầu tranh hùng. Một ngày chống quân binh đừng nói câu thầm tình. Ta thề khuya không tha cho phường dòng ơn. Tăng 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 tăng. Nhàm vũ quay về nơi chỗ ma môn. Còn 34, 34, 34, 34, 34. 34, 34, còn 34, 34. Còn mấy gì đây, mấy gì đây, còn mấy gì đây, mấy. Ủa cô ba, kính chưa cô ba. La ve cờ hên xích lô chưa dừng chân, chưa dừng chân, chưa dừng chân, chưa dừng chân, chưa dừng chân. Tiếp tục anh ơi. Tôi chỉ là cô ba ơi. Không dạ chưa hả cô ba? Có hình. Dạ cho tiếp quý bà con cô bác ơi. Số gì đây, số gì đây, số gì đây, cô ba gì đây, ba gì đây, cô ba gì đây, ba gì đây. Anh Cường. Ôi sao chưa gì hết trơn, anh vô đôi dép lên em chưa kịp nói gì hết trơn. Anh Cường, anh có nhớ em? Tiền ở đâu á? Đâu có đâu, đầu em mới phủ bạc xong đó anh Cường. Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm. Anh đi anh nhớ người thương, nhớ cô cầm tú. Anh năm nào anh đắm say. 32, 32, 32, 32, vô. 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Phụ nữ ngày nay mà ngày ngày tâm niệm, phải lo thực hiện kế hoạch cho chu toàn. Hạn chế sinh con giữ gìn mà dốc dáng, dạy con cho tốt mà dạy trẻ mà cho ngoan. Việc nước lo toan, việc nhà mà cũng tốt. Con 31, con 31, con 31, mời cô ba lên. Ta nghe cờ hơn xin đôi dừng chân. Đó bởi người ta nói là cái gì của mình là của mình. Ôi trời ơi. Mời cô ba. Rồi con 31 đây. Dạ cô ba đứng nghe. Cô ba có nhà cha khá đời cận lao. Cô rồi. Ba có số 15. Rồi giờ số 15, 15 liền luôn. Có 1. Số 15 rồi tới 31. Có 31 rồi qua 40. Rồi, cô ba qua 40 ha. Rồi năm thứ cuối cùng mừng cô ba. Rồi, quá dạ rồi chúc mừng cô ba. Một bộ mỹ phẩm đến từ thương hiệu mỹ phẩm Dược mỹ phẩm 4D Đen Na Khe. Trời ơi quá tuyệt vời cô ba ơi. Dạ mình có một bộ mỹ phẩm về mình dưỡng nhan sắc cho cô ba.
Dạ, cô bé đẹp, đẹp lộng lẫy hơn nữa nha cô ba. Dạ, chúc mừng cô ba rất nhiều. Quý bà con cô bác mà yêu thương dùng mỹ phẩm 4D, dạ cả nhà có thể liên hệ với chị Dung Văn Dung Vẻ. Dạ, liên hệ Facebook, Fanpage, YouTube của chị Dung Văn Dung Vẻ. Hoặc là quý bà con cô bác có thể liên hệ qua số điện thoại là 1900 9040 nha quý bà con cô bác ơi. Dạ, cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Và chúng ta vẫn còn một dòng loại nữa với tặng phẩm là bộ sản phẩm đến từ dược mỹ phẩm 4D trị giá 1.240.000 đồng. Và trước khi đến với vòng loại cuối cùng, xin mời quý bà con cô bác cùng thưởng thức thêm một tiết mục nữa đến từ chị Thu Hiền. Dạ. Rồi, C. Dạ đây. Dạ, rồi, lấy cái mic em luôn nè chị ơi. Dạ, tiếp theo thì Thu Hiền xin gửi đến một ca khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh, bài hát được mang tên Ra bán vần thơ say. Dạ, xin mời quý cô chú anh chị cùng nghe ạ. Những cơn say
chẳng anh và thơ là linh hồn tôi đó. Mất hết rồi tôi còn gì anh ơi. Biết chẳng anh và thơ là linh hồn tôi đó. Mất hết rồi tôi còn gì anh ơi. Cảm ơn quý vị quá rất nhiều. Dạ, xin cảm ơn tiếng hát của chị Thu Hiền. Cảm ơn chị ngày hôm nay đã đến đồng hành cùng với tất cả tụi em và phục vụ quý bà con cô bác. Dạ cả nhà ơi, bây giờ vòng loại cuối cùng rồi nha cả nhà. Dạ chúc quý bà con cô bác may mắn. Và trước khi đến với vòng loại cuối cùng thì Cẩm Tú Cầu cũng thay mặt hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn và ekip thực hiện chương trình rất là cảm ơn quý bà con cô bác đã dành thời gian đến với hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn cũng như là giao lưu âm nhạc. Dạ và chương trình Loto Show sẽ được diễn ra hàng tuần vào thứ tư và chủ nhật này, tuần này. Dạ và những tuần sau nữa, quý bà con cô bác nhớ là đến ủng hộ thường xuyên và đừng quên là đêm nhạc thứ bảy với sự góp mặt của các ca nghệ sĩ mà quý bà con cô bác vô cùng yêu mến. Dạ rồi bây giờ cả nhà có vé hết chưa ạ? Dạ rồi vòng cuối rồi tụi em sẽ sổ thật là nhanh để quý bà con cô bác mình nhận quà mình mang về rồi sáng mai mình còn đi làm nha quý bà con cô bác ơi. Rồi, dạ không làm mất thêm thời gian của quý bà con cô bác nữa. Xin mời cả nhà cùng hướng mắt về sân khấu và bắt đầu do số vô. Trời ơi, guitar quá tuyệt vời luôn. Dạ chúc cả nhà may mắn trong loại này nha. Vô. Để còn số gì để còn sao không mấy. Để còn số gì để còn số gì để còn số gì ra. Để còn số gì để còn số gì để còn sao không mấy. Để còn số gì để còn số gì để còn mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra để mấy gì ra mấy gì ra để mấy gì ra mấy gì ra để mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra. Cái nhà anh dột cái cột mà anh siêu anh đã dẫn xây cái nhà một cột này 41 đây 41 con 41 con 41 mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra cô bên làm chiều nghe ngọt ngát trăm điều mà lòng người ở dưới tay yêu ta em mặc em theo chồng mà người chồng không có tình thương nên em quyết tâm vô chùa em đi vô chùa em chôn nơi thiền môn con 14 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 ra con mấy con mấy gì đây mấy gì đây mấy gì đây em bắt con nai con nai con nai con nai giọt nhảy hả nhảy vô con nai nhảy vô 24 24 ủ hồn ủ gì á là 24 dạch vô với 24 24 24 24 con mấy gì đây mấy gì đây buồn làm chi em ơi lá xanh rồi còn số sao 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 mấy gì ra đây mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra mẹ thương con thì con sống mẹ mẹ thương con thì con sống ba cả nhà ta cùng thương yêu nhau xa là nhớ cùng nhau là cười còn 30 cháu anh đã con 30 con 30 con mấy gì đây mấy gì đây con 10 gì đây 10 gì đây lăn 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 lên lầu lăn lấy lưỡi lăn lấy lộn lưỡi liềm lăn lên lấy lại con 12 vô con 12 đi con 12 con 12 c con 12 con 12 con 12 mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra búp bê này là xinh đẹp búp bê này là xinh đẹp búp bê này là xinh quá búp bê này là xinh quá búp bê này là tóc vàng búp bê này là tóc vàng búp bê chào mi áo 26 vô còn 26 còn 26 còn 26 26 26 26 26 số gì ra số gì ra pizza pizza một trái pizza 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 một đống pizza còn số ba con số ba là tấm vé cờ kinh rồi lại là cô ba mét tít ủa
Cô ba. Cô ba với lại. Ba cô. Ủa. Bạn cô ba với bạn học của em. Ủa? Lại kinh nữa rồi quá. Kinh trùng. Trời ơi, cả nhà đừng vội vàng xé lá vé nha, để tụi em kiểm tra và dò lại số rồi dò số cho cô ba dưới tính. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, cô ba dưới tính bữa nay về mình mua vé số thử coi có đúng không. Số cô ba đâu? Đây số cô ba đây. Số cô ba đây còn số 6, còn số 6 rồi, con số tiếp theo. Số tiếp theo cô ba là 26. Rồi chậm chậm cho bà con cô bác nha. 26 rồi tới 30. Số 30 rồi 41. Bé con kinh số mấy vậy con? Con kinh số 3 hả? Cô ba kinh số mấy cô ba? Nãy là cô ba số cuối, cô ba số mấy? Cô ba số 6. Hồi nãy ai kêu số 3? Ai kêu số 3? Ai kêu số 3? Rồi tính kinh số 3 đúng không tính? Trời ơi, kinh số 3 là cô ba chạy hơi lên lên. À vậy là cô ba kinh trước. Đó, cho nên là cô ba là hợp lệ. Trời ơi. Vì em mãi mãi là người dạ. Đến rồi tặng. Dạ. Dạ rồi đây, rồi tặng cho. Nãy con trúng gì rồi? Bánh tráng. Bánh tráng rồi, nãy trúng mà. Ly này. Dạ rồi, dạ quý bà con cô bác ai mà dạ cái này là lỗi tụi em tại tụi em không quan sát dạ. Tại thấy cô ba kinh trước mà tụi em không phát hiện. Dạ rồi giờ kêu thêm một số nữa cho nó tới của tính dạ. Dạ 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 dạ. Rồi thôi để lần sau tụi em rút kinh nghiệm là tụi em sẽ kêu chậm chậm và quan sát kỹ hơn để nhiều khi quý bà con cô bác là dò không có kịp á, cái rồi không có kinh kịp đó. Dạ, dạ thôi rồi. Cả nhà gọi là thông cảm, cảm ơn dạ, thông cảm cho tụi em nha. Dạ, tại bữa sau tụi em kêu chậm hơn xíu với lại là kêu rõ hơn với đại đội quý bà con cô bác nhiều khi mình dạ chậm rồi. Không có lên con kịp. Cô ba. Dạ. Rồi cảm ơn tính nhiều nha con nha. Rồi ông Cẩm cô Cẩm Tú nha. Rồi chúc mừng tính hôm nay tính cũng được rất là nhiều quà. Cảm ơn tính rất là nhiều. Dạ, rồi dò số cho cô ba. Xong cô, chưa? Cô lấy quà. Ủa, cô lấy quà luôn rồi dạ. Cảm ơn cô ba rất là nhiều và cảm ơn quý bà con cô bác. Dạ, hy vọng là quý bà con cô bác sẽ tiếp tục ủng hộ chương trình Lotto Show và trong chương trình tụi em có điều gì sơ suất. Rất mong là quý bà con cô bác thông cảm và bỏ qua cho tụi em. Làm sao tụi em sẽ rút kinh nghiệm nhiều hơn nữa. Dạ, cảm ơn cả nhà rất là nhiều và chúc quý bà con cô bác ra về mình ngủ thật là ngon và sáng mai mình đi làm thật là thuận lợi nha quý bà con cô bác ơi. Dạ, một lần nữa thay mặt cho ekip thực hiện chương trình cảm ơn tất cả quý bà con cô bác Hải Châu, Vũ Linh, Cẩm Xà Cừ, Cẩm Y Dệ, rồi ban nhạc Anh Minh Trung, dạ, âm thanh Phước Hưng. Cảm ơn tất cả quý bà con cô bác và chúc cả nhà có một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại. Cả hát để thành ngôi sao, cùng nhau giải trí vui hết ý người ơi. Cùng nhau giải ngôi sao miền vườn. Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi sao miệt vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Kính mời quý bà con cô bác đón xem chương trình Ngôi sao miệt vườn mùa 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Khương Dừa.